A Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh nhị vị thượng tọa. Xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, cung thỉnh nhị vị thượng tọa an tọa. Mời toàn thể quý Phật tử chúng ta ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Giác Nhàn. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 25 tháng 11 năm 2012, chúng con xin phép Đại Đức hoan hỷ cho con có vài lời về Đại Đức trước quý Phật tử. Đại Đức Thích Giác Nhàn xuất gia ở tuổi 12, đến nay ngài đã xuất gia được 29 năm. Hiện đang chủ trì Quan Thế Âm Tịnh Thất, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Hiện nay trên tịnh thất của Đại Đức có 250 cụ già và 150 chú đang thường trú tu tập, khoảng 500 Phật tử tạm trú đi đi về về, cộng tu mỗi ngày 12 tiếng. Mỗi thứ bảy chủ nhật có khoảng 2.000 đến 2.500 Phật tử về niệm Phật. Mỗi chủ nhật đều có tổ chức phóng sanh, có phòng hộ niệm vãng sanh. Trong 5 năm qua, phòng hộ niệm đã trở niệm rất nhiều người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đại Đức thường niệm tri ân, thường nhớ ơn Thầy. Bằng chứng, mỗi khi lên tòa Pháp diễn nói, Đại Đức thường nhắc đến những lời nói của Pháp Sư, của Tịnh Không, khuyên Phật tử lên nghe những lời giảng của Pháp Sư Tịnh Không, khuyên Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật. Những Phật sự nói trên cho thấy Đại Đức đã y giáo phụng hành, tự giác, giác tha, phước huệ song tu, chánh hạnh, trợ hạnh, Đại Đức đều hàng đầy đủ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ Đại Đức đại nguyện của A Di Đà Phật gia hộ, nhờ tâm đại từ đại bi của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật và chư Bồ Tát mười phương gia trì, nhờ chư Long Thần hộ pháp sắp đặt, cộng thêm tinh thần hộ pháp của quý Phật tử, nên mới có được buổi thuyết giảng của Đại Đức Thích Giác Nhàn đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Đây là một đại sự nhân duyên để được Đại Đức Thích Giác Nhàn đến hoàng truyền vô thượng, viên đốn pháp môn để kết pháp duyên và tạo nhiều thiện căn phước đức với Phật tử ở Xích Ly. Vì Phật pháp không thể lưu truyền mà phải có pháp sư hoàng truyền, toàn thể Phật tử chúng con hân hoan chào đón Đại Đức Thích Giác Nhàn đến thành phố Xích Ly để hoàng truyền pháp môn tịnh độ. Quý Phật tử hãy cho một tràng pháo tay hân hoan chào đón Đại Đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính bạch nhị vị thượng tọa, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu,
Hôm nay là ngày 25 tháng 11, 2012. Giác Nhàn đến đây là tiểu bang thứ ba, đầu tiên qua bên Melbourne, sau xuống Phật, và hôm nay có mặt tại Sydney. Giác Nhàn lấy làm rất lạ, những nơi khác Giác Nhàn phải đến trước đợi Phật tử khoảng 11:30 đến 10 rưỡi hoặc 11 giờ kém, quý Phật tử mới văn tập. Nhưng hôm nay có một điều rất lạ là nhị vị thượng tọa cũng như quý Phật tử đến rất sớm để đợi Giác Nhàn, làm Giác Nhàn cũng rất bất ngờ. Hôm nay đặc biệt có nhân duyên, hai vị thượng tọa chắc cũng là xem qua băng đĩa, và hai vị thượng tọa cũng có về tỉnh Thất Quan Âm, nhưng Giác Nhàn đang ở khu chuyên tu, không được gặp thượng tọa. Thượng tọa có ở đó tu một ngày. Khi Giác Nhàn bước vào trong hội trường thì gặp nhị vị thượng tọa, Giác Nhàn rất là cung kính, vì đây là nhân duyên tình pháp lữ, chúng con thành kính tri ân bằng tất cả tấm lòng đối với nhị vị thượng tọa. Cầu nguyện hồng ân tâm bảo gia hộ nhị vị thượng tọa được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay Giác Nhàn rất là hoan hỷ khi thấy một hội trường rất là trang nghiêm. Và nhân duyên Giác Nhàn đến Úc cũng là một cái nhân duyên rất là lạ. Định đi hai lần trước nhưng không đi được vì công việc Phật sự tại nơi tỉnh Thất Quan Âm. Đã có người gửi giấy mời, gửi tiền về mua vé, nhưng mà cuối cùng phải hoàn lại, không thể đi được. Tuy nhiên đến đợt này thì nhân duyên hội tụ, Giác Nhàn đến Úc cũng là một cái nhân duyên rất là lạ. Thưa quý vị, chúng tôi chuẩn bị hơn một tháng, book hội trường, gửi giấy mời, nhưng mà visa chưa cấp. Và hai tay tháng 11 đi thì 30 tay người ta cấp. Đó là một điều mà trong 15 nước Giác Nhàn đi chưa có nước nào hồi hộp như nước Úc. Rất hồi hộp. Vâng, đất nước Úc không đi phỏng vấn nhưng mà rất khó. Chúng tôi sang nước Mỹ hai lần, chỉ đi có phỏng vấn một lần và họ cho đậu, và cho đi vào ra một năm, rất là dễ. Ấn Độ, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Canada, Pháp, Đức, vân vân. Trong 15 nước đó thì chỉ có nước Úc là rung nhất, vì bên này đã book hội trường và trả tiền xong nhưng chưa có visa. Thì Giác Nhàn thành tâm cầu nguyện Đức Quan Âm gia hộ, và trước khi đi thì đảnh lễ 500 danh hiệu ở dưới chùa Vạn Phật Quang Đại Tùng Lâm của Hòa Thượng Quang Hiển, Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, cái cuộc lễ đó được diễn ra rất là long trọng và thành tựu viên mãn, với số lượng người về tham dự mà chúng tôi tính sơ là hơn 50.000 người. Vì sao biết số lượng đó? Vì tỉnh Thất Quan Âm mang xuống 50.000 đĩa, mà phát như vậy khoảng 6 giờ chiều là hết đĩa, nhưng còn từ 6 giờ đến 12 giờ khuya người ta vẫn đổ về. Và số lượng người về đêm 1 tây tháng 11
tức là 18 tháng 9 năm Nhâm Thìn, chúng tôi giảng xong và suốt đêm đó không có ngủ vì mừng quá. Mừng là bởi vì trời vào tháng 9 bên đó là trời mưa, và mưa rất lớn vì đó là mùa mưa. Từ tháng 6 đến tháng 10, cuối tháng 10 mới hết mưa. Nhưng không biết vì sao lại là trời quang mây tạnh, sao trăng rất là sáng và đẹp vào giờ khuya, 15 là trăng rằm, nhưng mà đến 18, 19 thì vào giờ khuya trăng rất là đẹp và không mưa. Quý Phật tử nghe giảng xong và hầu như suốt đêm không ngủ, đến 2 giờ rưỡi khuya lạy, đến 5 giờ rưỡi khuya là hết 500 lạy. Hầu như là 95% họ lạy hết 500 lạy. Đó là một cái nhân duyên, chúng tôi nghĩ nhờ tổ chức lễ viếng Quan Âm, mà Quan Âm giao hộ cho nên chúng tôi đến đất nước Úc. Vâng. Thưa quý vị, rất là đặc biệt, trong cái lúc đó có một vị Phật tử nói rằng sáng hôm nay là sáng khi trước khi có visa, vị Phật tử đó phát tâm lạy 500 lạy tại nhà, nói rằng con lạy để con cầu nguyện cho bên nước Úc cho thầy visa trong chiều hôm nay. Thì hôm trước cổ nói như vậy thì giác nhàn nghĩ cổ nói chơi thôi, nhưng không ngờ sáng 2 giờ sáng cổ lạy một mình cổ cho đến 4 giờ rưỡi hết 500 lạy. Con này đặc biệt gần 60 tuổi mà nhìn tướng khoảng ba mấy 40, chuyên lạy Quan Âm. Và xưa giờ lạy Quan Âm chưa thua keo nào, nghĩa là thành công, thắng cuộc là Quan Âm gia trì. Cho nên ai ở đây có cần thì gọi điện thoại về chúng tôi nhờ người ta lạy giùm cho. Chúng tôi không có nhờ, nhưng mà có tự phát nguyện. Thì cổ lạy đến 4 giờ rưỡi sáng xong thì cổ nói thưa thầy, con đã lạy xong 500 lạy, chiều nay thầy có visa. Giác nhàn hỏi sao cô dám chắc. Khi con lạy con cảm xúc quá, vì thầy sang đây không phải vì danh lợi, thầy sang đây không phải vì để mà làm những việc thế sự, tức là việc của thế gian, mà mày thầy sang đây mang cái sứ mạng là hoàn truyền chánh pháp của Như Lai, hay gọi là tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, là làm việc của Phật, làm việc của Như Lai. Thì con nghĩ không cứ gì Phật không gia hộ cho thầy đi. Nếu mà con lạy mà không thành công, tức là Quan Âm nói thôi nguy hiểm lắm, con đừng có đi. Thì con nghĩ vậy. Còn nếu mà con lạy thành công, tức là Quan Âm sẽ gia hộ cho thầy chuyến đi đảo tràng nào cũng ngồi vừa đủ, không dư không thiếu. Thì chúng tôi tin điều này, vì tịnh thất chúng tôi cũng là tịnh thất Quan Âm, nhiều lần cũng ra lạy Quan Âm. Thì thưa quý vị, 2 giờ chiều từ dưới Tiền Giang, An Vị Phật chạy lên để chuẩn bị sang Bình Dương để giảng. Thì bên Bộ Di Trú và mọi người làm việc cấp visa nói rằng thưa thầy, báo cho thầy tin mừng là thầy đã có visa. Thì trong lòng mà mừng mà xúc động rơi nước mắt vì lo quá. Nếu không có visa và rớt á, thì chú Tịnh Đăng, ông thầy hội trường, ông phải lên ông giảng giùm. Thì giác nhàn nói chú Tịnh Đăng ở bên Sydney nói với chú Long ở bên Melbourne, và nói với cô Diệu Tiền bên Phật, nếu mà giác nhàn không có visa thì quý vị lên giảng giùm. Họ nói thầy làm vậy chết con á thầy. Mà giác nhàn nghĩ nếu mà họ không cho thì chắc là lâu lắm mới cho lại. Tuy nhiên hôm nay thực là một sự mầu nhiệm của Đức Quan Âm gia trì, vì hữu cầu tức ứng,
có cầu tức là có cảm. Vì Đức Quan Âm Bồ Tát hay là Đức Phật Di Đà không phải là nhân vật hư cấu. Hư cấu nghĩa là tự bị đặt lên, tự dựng lên. Hay nói cách khác, Đức Phật A Di Đà hay Đức Quan Âm không phải là một nhân vật mà dụ cho lý tánh, là tự tánh Di Đà hoặc là tánh nghe là biểu trưng cho Đức Quan Âm. Mà ngoài tự tánh Di Đà thì có thêm một sự tướng, đó là Đức Phật A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ ở cổ Ta Bà, giới thiệu cách đây 14 cái cõi có cảnh giới cực lạc. Và Đức Phật A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp. Đức Phật Thích Ca giới thiệu rõ ràng trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Không biết quý vị có tin không, chứ chúng tôi rất tin. Có Đức Quan Âm Bồ Tát, có Đức Phật A Di Đà, hay có mười phương chư Phật ngoài chúng ta, gọi là sự tướng. Còn tự tánh Di Đà là lý tánh, mà Phật thì luôn luôn nói sự lý viên dung, tánh tướng dung nhiếp, có sự và có lý. Chứ không, chúng ta không thể chấp lý mà bỏ sự. Tức là chỉ có tánh nghe là Đức Quan Âm, chỉ có tự tánh Di Đà là Đức Di Đà, Đức Phật Di Đà. Không có Đức Phật Di Đà ngoài chúng ta, thì cái hiểu đó, cái nhìn nhận sự việc như vậy thì chỉ có là đúng về phần lý nhưng chưa đủ về phần sự. Thưa quý vị, rất là nhân duyên thù thắng chúng tôi đến Melbourne, vì ba tay, hai tay là ngày 19 tháng 9 ngay ngày lễ Viếng Quan Âm. Sau khi lạy 500 lạy, 3 tiếng rưỡi xong là tắt tiếng luôn. Vì ngày 16 giảng một thời làm lễ an vị Phật hai lần trong một nhà, bước sang ngày 17 giảng ở Bình Dương và bên thêm ở Đồng Nai, Biên Hòa. Bước sang 18 thì tối giảng thêm một thời 3 tiếng nữa và suốt đêm không ngủ. Và sáng ngày hai tây, tức là ngày 19 tháng 9 lạy 500 lạy xong là tắt tiếng luôn. Vì làm việc quá hạn nhưng mà sức người lại có hạn. Và khi bước lên máy bay thì không có ngủ được. Đêm 9 giờ tối mùng 3 bay từ thành phố Hồ Chí Minh qua bên Melbourne thì nằm trên, ngồi trên máy bay không ngủ được. Và ba tay xuống coi như là nói không ra lời nữa. Phật tử kêu nhìn thầy sao thấy thảm quá, vì ba tay chuẩn bị hội trường để bốn tay giảng rồi. Thì Giác Nhàn nghĩ lại những cái công đức phóng sanh, nghĩ lại những cái nhân duyên với Đức Quan Âm, cùng với 60.000 người lạy Đức Quan Âm, làm sao cho con ngày mai con có một cái âm thanh trong trẻo để con giảng cho Phật tử ở tại Melbourne vào bốn tay. Thì có một cái điều kỳ diệu là sáng hôm đó âm thanh nó trong trẻo giống như bây giờ đang nói chuyện với quý vị. Dạ. Đó là cái sự việc rất là hiện sinh. Chúng tôi không phải khoe khoang mà chúng tôi kể ra để cho quý vị biết rằng nếu ai tin tưởng Đức Quan Âm, tin tưởng Đức Phật A Di Đà mà thành tâm niệm, nhưng chúng ta chưa có cảm được bởi vì mình chưa nhất tâm sinh niệm. Nếu nhất tâm sinh niệm thì nạn nào cũng qua, và cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Kinh nào quý vị? Ôi, thuộc bài dữ ta. Vào lửa lửa không cháy, vào nước nước không chìm, đúng không? Đó là do cái nguyện Đức Quan Âm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đúng không ạ? Dạ vâng. Thì đó là một cái nhân duyên chúng tôi tóm tắt lại. Thực sự ra mà nói thì hầu như là nửa tháng, ngày nào cũng gọi vô bộ di chú. Người ta có con nhỏ đó kêu: thầy sao dai quá. Dai tức là gọi hoài. Báo cho thầy biết, có nhiều người có visa đã đi Mỹ, đi châu Âu về vẫn rất như thường, thầy đừng có gọi nữa nha.
Bởi vì ngày nào Phật tử bên này cũng gọi về khoảng 2-3 lần, mà ba nơi có visa cho thầy. Thầy Nghiêu bình tĩnh mà rung chưa có. Thưa quý vị, đây là một cái kỳ tích mà trong đời chưa có xảy ra. Và hôm nay qua bên này, thực sự mà nói, đây là buổi giảng đầu tiên có nhị vị thượng tọa ngồi bên cạnh. Dân nhàn hết sức là cảm động. Vì sao? Ngài là lớn tuổi, chắc chắn là lớn tuổi hơn dân nhàn, lớn tuổi đạo, lớn tuổi đời. Nhưng mà hai vị chắc là cảm được cái sự việc dân nhàn làm, đó là phóng sanh, nuôi các cụ già, lập phòng trợ niệm, tiễn đưa người về với Phật. Cho nên hai vị nhị vị thượng tọa đến làm dân nhàn vui mừng, hoan hỷ. Và thực sự có thời gian thì dân nhàn phải đảnh lễ, vì ít lắm. Ít là bởi vì các vị thượng tọa công việc Phật sự nhiều, và đồng thời chưa có gặp mặt. Khi đến thì phải là quen thân gặp mặt. Dân nhàn phải đến chùa để thỉnh hai vị thượng tọa đến, thì quả may hai vị đến, hoặc giả là cũng không đến, bởi vì công việc Phật sự và đến chỉ nghe dân nhàn giảng, mà dân nhàn còn trẻ nữa. Cho nên dân nhàn thấy hai vị nhị vị thượng tọa hành theo cái hạnh của Phật dạy, đó là hạnh vô ngã, vị tha. Vì có lòng vị tha, thương dân nhàn, thương pháp hội, thương đại chúng, cho nên nhị vị thượng tọa đến. Ông quý vị cho anh chàng pháo tay. Tại Tịnh Thất Quan Âm thì mỗi buổi giảng thì có khoảng hơn 50 ni ở tại Tịnh Thất Quan Âm mà thuê phòng trọ bên ngoài vô nghe giảng, cho hầu như rất ít các vị tăng. Nhưng hôm nay dân nhàn rất là hoan hỷ, mà chắc là cái phim này dân nhàn sẽ làm dựng lên và mang về khoe với Phật tử Việt Nam. Khoe với Phật tử Việt Nam là những người xa quê hương, nhưng không ngăn cách giữa thầy tu pháp môn này, tu pháp môn nọ với mình, và không ngăn cách là giàu cho ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà đến đây hòa chung một con tim, con tim tượng trưng cho từ bi, và hòa chung một khối óc, khối óc đó tượng trưng cho sự hiểu biết và trí tuệ. Đó là điều mà dân nhàn hôm nay mừng trong lòng. Vì sao mình làm được việc này? Đây là cái tâm huyết của dân nhàn hàng ngày chép những cái đĩa. Chúng tôi làm từng chiếc đĩa, mà xin thưa mỗi cái đĩa như vậy làm phải mất 20 tiếng đồng hồ. Khi quay 2 tiếng thì phải về ngồi ghép lại phải 20 tiếng đồng hồ, và thường 1-2 giờ khuya dậy làm. Làm được cái đĩa rất là kỳ công, chuẩn bị một buổi giảng ở tại Tịnh Thất Quan Âm cũng như là ở chùa Đại Tùng Lâm, mang về mới trộn 5-6 cái máy vô dựng một cuốn phim. Vì cái tâm dắt nhàn hàng đêm khuya dựng phim, là dựng những cái đĩa được quay tại Tịnh Thất Quan Âm cũng như ở các chùa nước Việt Nam, đưa lên trang web vôlượngthọ.vn cũng như khắp nơi trên thế giới. Cho nên hôm nay quý vị mới biết những cái đĩa và nghe đĩa rồi, nhưng chưa thấy dung nhan thực tế. Hôm nay đến để nhìn phải không ạ? Dạ vâng. Thưa quý vị, đó là cái việc mà chúng ta không phải kể công, nhưng mà đó là cái tâm nguyện. Thực sự nếu mà làm đĩa ra bán thì nó lâu lắm, mà cho thì nó lẹ. Tượng Phật ở chùa cũng vậy, làm 1000 tượng thì cho rất là nhanh, nhưng mà bán thì rất là lâu. Thôi cho ít, có nhiều cho nhiều, không có khỏi cho. Vâng. Thưa quý vị, đó là nãy giờ chúng tôi đi luân khởi về sự việc nhân duyên bước sang nước Úc. Giờ đây chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị cái đề tài hôm nay
chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đó là 10 công đức in kinh tạo tượng. Vâng. In kinh tạo tượng, chép đĩa, làm mấy niệm Phật, đó là công đức chứ không phải là phước báu hữu lậu. Công đức. Thưa quý vị, cái nhân duyên chúng tôi lập pháp hội và hôm nay số lượng người như hồi nãy chú giới thiệu chương trình có nói, mỗi ngày có 500 người đang niệm Phật tại tỉnh Thất Quan Âm. Và mỗi chủ nhật như là ngày hôm nay đó thì vào khoảng 2.000 đến 2.500, không có giác nhàn ở nhà giảng thì cũng khoảng 2.000, nhưng có thì khoảng 2.500 đến 3.000 vị Phật tử đến. Sở dĩ họ đến thì họ niệm Phật và nghe giác nhàn giảng và giác nhàn tặng những cái đĩa. Thưa quý vị, sở dĩ được cái nhân duyên mà Phật tử đến như vậy là chúng tôi làm từ cái nhân là cứ mỗi chủ nhật phóng sanh 200.000 tiền Việt Nam, 200.000 là khoảng 10 đô. Từ năm 2007 khi thành lập pháp hội là cứ mỗi chủ nhật là phóng sanh khoảng 200.000, và từ từ như vậy cho đến bây giờ mỗi chủ nhật Phật tử về tự động phát tâm. 5 năm sau nay 2012 là cứ mỗi chủ nhật như vậy là 1.000 đô, là 21 triệu, và một tháng như vậy là trên 80 triệu. Vì sao như vậy? Vì cái nhân chúng tôi làm từ ít và ấp ủ trong tâm tư muốn đem cái việc phóng sanh mà 10 công đức phóng sanh Phật dạy để áp dụng trong pháp hội của mình, thì thưa quý vị, có một điều đặc biệt xảy ra, đó là 270 bà cụ hầu như là ít có bệnh. Chứ nếu mà ngày nào cũng có các cụ bệnh thì chúng tôi chắc bây giờ nhìn thấy còn bộ xương ốm nheo ốm nhắc, bởi vì lo cho các cụ. Nhưng đặc biệt rất ít bệnh. Ở đây là điều chúng tôi nói rất chân thành. Vì sao ít bệnh? Vì trong kinh dạy rằng nếu nơi đó làm phóng sanh thì nhà đó, chùa đó, người đó ít bệnh hoạn và thọ mạng kéo dài. 10 công đức phóng sanh có nói. Cho nên chúng tôi áp dụng phóng sanh để cho được sức khỏe, ít bệnh hoạn và thọ mạng kéo dài. Như cái hình trên bàn đây là của Hòa Thượng Tịnh Không, mà chúng tôi qua Hồng Kông năm 2010 gặp Hòa Thượng tặng. Thì Hòa Thượng có nói trong băng chúng tôi được biết là lúc trước gia đình của Hòa Thượng là chuyên môn đi săn bắn. Vì săn bắn cho nên cha của Hòa Thượng Tịnh Không bị điên loạn chết. Nhìn trên núi thì chạy lên núi, mà nhìn xuống nước chạy xuống nước, điên loạn chết. Thì lúc đó Hòa Thượng bỏ cái nghề đi săn bắn. Và theo những vị chấm tử vi thì Hòa Thượng chỉ có 45 tuổi là thọ mạng hết. Nhớ thọ mạng con người không phải là do có một cái số đã định rồi là 45 tuổi là chết là chết, chứ không thể thay đổi được. Không phải như vậy. Mà thọ mạng thì bất định, có thể thay đổi được. Thì Hòa Thượng vào niệm Phật, và lúc đó Ngài đã xuất gia phóng sanh. Một tháng sau Ngài không uống thuốc gì cả, đã qua khỏi cái căn bệnh ngặt nghèo đó. Và đến hôm nay 86 tuổi, và thân tướng của Ngài rất đẹp. Ngài nói rằng chỉ có niệm Phật và phóng sanh ăn chay mà thọ mạng lại kéo dài. Điều này quý vị tin không? Vì cái điều đó cho nên tại pháp hội chúng tôi không thể bỏ phóng sanh. Và 500 người đó mỗi ngày họ tự nguyện, riêng chúng tôi là tự nguyện chứ không có kêu gọi. Bởi vì làm là làm cho quý vị chứ không phải làm cho chúng tôi, mà chúng tôi kêu gọi tự nguyện các cụ già và các Phật tử đến để mà niệm Phật. Trong 500 người đó thì mỗi ngày họ phóng sanh khoảng 3 triệu, 10 ngày 30 triệu, và một tháng như vậy là 90 triệu nữa.
cộng với 80 triệu là 170 triệu phóng sanh tại Tịnh Thất Quan Âm một tháng. Nếu chúng tôi đi làm một việc gì á, đi xin, đi kêu gọi, hoặc giả chúng tôi đi buôn ma túy cũng không đủ để phóng sanh, vì số tiền này lớn. Nhưng mà vì sao được sự việc này? Vì chúng tôi cuông mang ôm ấp cái điều Phật dạy, phóng sanh sẽ có công đức thọ mạng kéo dài, và in ấn băng tượng Phật để mà tặng cho người khác, thì thân tướng mình đẹp và có được trí tuệ nữa. Hai việc làm này rất là cần thiết, hữu ích, gọi là công đức, gọi là 10 công đức ấn cống, ấn tống kinh tượng Phật. Tổng cộng có 5 cái 10 công đức: 10 công đức niệm Phật, rồi 10 công đức niệm Phật lớn tiếng, 10 công đức ấn tống băng kinh tượng Phật hôm nay chúng tôi giảng, và 10 công đức phóng sanh, và 10 công đức lạy Phật. Thưa quý vị, 10 công đức lạy Phật sẽ giảng chủ nhật tuần sau, và hướng dẫn quý vị lạy Phật luôn, có thể lạy 500 lạy mà không mệt. Đó là lối lạy của bác sĩ Quách Huệ Chân. Chút nữa sau khi giảng xong sẽ đưa cái thông báo chủ nhật tuần sau ở điểm nào ha. Dạ vâng. Thì đợt này chúng tôi giảng như vậy là từ 10 giờ cho đến 1 giờ chiều. Quý vị ngồi nghe được không ạ? Thưa quý vị, hôm trước ngày mùng 4 tháng 11, 10 giờ rưỡi, 9 rưỡi chúng tôi đến thì Phật tử chưa có đến nhiều, và 10 rưỡi có người 11 giờ kém, có người 11 giờ, có người 12 giờ thì đạo tràng mới đông như vậy. Nhưng không ngờ hôm nay quý vị hâm mộ quá, quý vị đến sớm, cảm động lắm. Thì ngày mùng 4 ở tại Bê Bành thì giảng Lục Hòa Kính từ 10 giờ rưỡi cho đến 1 giờ, Phật tử nói chưa đói, thầy làm tiếp đi. Rồi chúng tôi ngưng lại ăn cơm 1 tiếng đến 2 giờ, thì 2 giờ họ nghe đến 4 giờ rưỡi. Không ngờ vì sao sáng mùng 3 tắt tiếng mà chiều đến một ngày trong một đêm sau mà lại Phật gia hộ tiếng trong trẻo trở lại. Thì nhờ công đức phóng sanh, nhờ công đức in kinh, nhờ công đức niệm Phật, khi mình gặp nạn, mình gặp những cái việc mà mình không có như ý á, thì những cái công đức đó nó phản hồi quay trở lại. Hiểu chỗ này không ạ? Phản hồi quay trở lại. Và những điều ác nó cũng sẽ phản hồi. Nếu quý vị làm những việc ác mà trong tâm của mình không có tu tập, nó sẽ nghĩ những điều ác đó nữa, và điều ác đó nó quay trở lại, cũng như sách sanh xét mà xét lại ăn sách. Cái nhân quả mà quý vị thường nghe gọi rằng là càng làm càng thất bại không? Càng làm càng thất bại. Vì trong mạng bạn không có tài, không có đức, và bạn cứ càng phiền não, và những sự việc bất như ý sẽ đến với mình. Còn nếu mình làm những điều tốt thì những việc bất như ý đến với mình, mình thành tâm cầu nguyện, thì cái công đức đó nó phản hồi lại cộng với cái sự gia trì của Phật. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng dầu là việc nhỏ như giọt nước nhưng làm vẫn không mất, đó là việc ác. Dầu cho một việc nhỏ như giọt nước là việc thiện, chúng ta làm cũng không mất. Tất cả sự việc đó nó đều nằm trong cái A là gia thức của chúng ta, nó ẩn tàng, nó chìm lắng dưới cái A là gia thức chúng ta. Một ngày nào đó nó đủ nhân duyên, gọi là dị thời như thục, dị loại như thục và biến dị như thục, thì cái quả này nó trổ ra. Bây giờ chúng ta hình dung cho quý vị nghe ha. Một cái mảnh vườn đó, quý vị trồng trong mảnh vườn đó, nếu là cây chanh thì quý vị sẽ gì? Sẽ có trái chanh quý vị ăn. Mảnh vườn đó mình sở hữu rồi, nếu mà mình trồng dưa hấu thì mình có dưa hấu ăn, mình trồng cam thì có cam ăn, trồng quýt thì có quýt ăn, mà trồng ớt thì có ớt ăn. Nghĩa là sao? Phật ví dụ cái mảnh vườn, mảnh đất đó gọi là tâm địa. Địa là đất, là cái tâm của mình. Nếu gieo trồng hạt giống ác thì cái nhân ác đó, nó đủ nhân duyên thời tiết, nó trổ ra cái quả ác.
thì mình hưởng. Lúc đó đừng than trời trách đất, làm sao tôi mới sanh ra tôi bị sức môi vậy ta, tôi mới sanh ra sao tôi lùn dữ vậy ta, tôi mới sanh ra sao cái mặt của tôi đó, nó nhìn giống như con khỉ vậy ta. Là lý do gì? Là do cái tiền nhân của bạn, là cái nhân kiếp trước á của bạn đã gây những nghiệp ác. Bạn lùn, bạn đi ngang qua Phật, bạn không cúi đầu, nó lùn. Rồi bạn chê bai chỉ trích, nói xấu những người khác, cho nên trí tuệ của bạn nó suy kém, vân vân. Tất cả mọi sự việc gọi là nhân duyên quả báo, tơ hào không sai. Nhưng chúng ta không chấp nhận cái quả đó đến với mình. Mình nói ông trời, ông phạt, Thượng Đế phạt, Phật phạt, không có ai phạt mình hết. Mà chính mình làm gieo trồng cái gì trong mảnh đất tâm của mình thì nó trổ ra, thì mình hưởng. Đúng không quý vị? Mình là chủ nhân âm, mình là kẻ thừa tự nghiệp. Thừa là thừa nhận, tự mình làm cái nghiệp này là mình nhận. Nếu quý vị làm 10 điều thiện thì sanh ra loài người, vì ở cõi trời hết phước cho nên tuột xuống dưới này nhìn đẹp như tiên sa. Tiên sa là tiên xuống đây, nhìn cô đó có đẹp lắm trời lỡ đất, là còn thừa cái phước nghiệp của chư thiên, hiểu không ạ? Còn nếu người này nhất tâm niệm Phật thì hiện tại người này cái mặt hao hao như Phật. Người này nhất tâm lạy Phật, cái mặt người này hao hao như Phật. Còn cái nghiệp của mình nếu mà là tham nồng độ cao, cái mặt mình hao hao như ngạ quỷ. Hữu tâm tự tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm là có được cái tâm tốt, thì cái tướng này xấu thì từ cái tâm tốt này nó thay đổi cái tướng xấu trở thành cái tướng tốt. Mà chúng tôi thường nói cái người niệm Phật là lùn nó đẹp theo lùn, mà lé nó đẹp theo lé, hô nó đẹp theo hô, mà súng nó đẹp theo súng. Có nha, một vị hòa thượng mà chúng tôi xin bản phép nêu danh, đó là hòa thượng Tâm Thanh, ngài thị tịch ở tại chùa Vĩnh Minh đó. Mà chúng tôi học trường cơ bản là cái trí tuệ của ngài là siêu xuất, ngài dạy duy thức học phải nói là tuyệt, những cái pháp số mà ngài nhớ phải nói là giống như cái máy vi tính computer á, gài vô đó rồi bấm tự nó ra, và lên giảng là thao thao bất tuyệt, không có cần phải nói là soạn trước. Và công việc của ngài là chỉ có lạy Phật. Mà quý vị nhớ, ai coi đĩa hòa thượng Tâm Thanh vừa thấy hô mà lé, nhưng mà nhìn cái hô cả ngài cũng đẹp, nhìn cái lé ngài cũng đẹp lạ. Ngài nói, ngài nói chuyện rất đẹp. Chúng tôi học tại trường cơ bản Phật học. Thực sự chúng tôi nói những mẫu chuyện mà rất là sinh động, mà sống thực, để cho quý vị biết rằng một con người đó nếu thực sự là niệm Phật thì cái tâm của họ tốt rồi thì cái tướng họ sẽ thay đổi. Riêng hòa thượng Tịnh Không, chúng tôi được cái hình lúc ngày mới đi xuất gia khoảng hai mấy tuổi á, trên 25 tuổi ngày xuất gia, thì cái hình đó chúng tôi độ khoảng 30 đến 25 tuổi, nhìn mặt của ngài không có hảo tướng như bây giờ. Quý vị ở Redbank biết không? Không, lên Redbank là gặp, không ạ? Redbank là gặp. Và đến bây giờ gương mặt ngài càng ngày càng đẹp, và cái sức sống của máu bây giờ người ta kiểm tra chỉ còn có 45 tuổi. 80 mấy tuổi mà cái sức sống của máu chỉ nó lùi lại 45 tuổi á, thì có thể sống được. Cái sức sống của máu nó không có nhiễm bệnh á, có thể sống được 150 tuổi. Từ công đức ăn chay mà ăn rất đơn giản, có khi ăn cải xanh. Và vì cái việc phóng sanh của ngài cho nên nó cảm đến thấu lòng trời, động đến trời cao. Thưa quý vị, chúng tôi đi vào cái nội dung những công đức mà mình làm để cho con cái của mình hưởng. Quý vị nghe hồi xưa ông bà mình nói cha mẹ có đức con một sức bạn không ạ? Cái câu nói này rất đơn giản, nhưng chúng ta không biết làm sao để cái đức lại cho con cái. Không biết làm sao để cái đức lại cho con cái. Đức đó là gì? Là 10 công đức niệm Phật, mà trong kinh nó gọi là vạn đức hồng danh, bất khả tư nghì,
Chỉ có Phật cùng Phật mới biết rằng cái công đức niệm Phật, cái công đức lạy Phật, cái công đức in kinh ấn tấm á, là công đức này là thù thắng. Và gì quý vị? Và cái công đức niệm Phật này mà mình thường nghe nói rằng là danh hiệu A-di-đà Phật là vô lượng công đức, danh hiệu A-di-đà Phật là vô lượng thọ, danh hiệu A-di-đà Phật là vô lượng giác. A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. Danh hiệu A-di-đà Phật là vô lượng quang. Người niệm Phật lâu ngày nhìn cái mặt người ta có một cái ánh quang minh, nhìn ai cũng muốn nhìn và hoan hỷ, vì nó toát ra một cái hào quang, một cái năng lượng từ trường á, khoa học gọi là năng lượng từ trường, nó tỏa ra bên ngoài, làm cho người ta có tín tâm với mình, người ta giao việc lớn thành công. Thấy niệm Phật có lợi không ạ? Và niệm Phật như vậy, được danh hiệu A Di Đà Phật, được xem như là vô lượng thọ. Mình niệm Phật lâu ngày, thọ mạng mình kéo dài. Vì sao? Vì khi mình niệm Phật, mình không có niệm tham sân si phiền não á, thì trong người của mình những cái tế bào nó được sống lại, nó được sinh trưởng, và thọ mạng mình kéo dài là do công đức danh hiệu A Di Đà Phật, trong đó có công đức là vô lượng thọ. Nhưng đạt được vô lượng thọ cứu cánh viên mãn là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà có cái nguyện rằng bất cứ một chúng sanh nào, dầu loài trùng, loài cá, loài lương, loài người, loài cõi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thì người này tuổi thọ bằng với tuổi thọ của con. Ai phát nguyện vậy? Đó là Đức Phật A Di Đà, xưa là Pháp Tạng Tỳ Kheo, đối trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai phát nguyện như rước. Và không những thọ mạng được như con, mà thân sắc vàng rồng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên có một cô Phật tử có nói chuyện với ông chồng, ông kêu anh thực sự có thương em không? Nói anh thương em mãi mãi. Kêu nếu anh mà thương em mãi mãi thực sự vậy, em về Cực Lạc anh có về không? Ông kêu cái này để coi lại. Đang trong buổi cơm, ông đang ăn cơm xong bỏ chén cơm xuống, ông nói em, vậy mình về Tây Phương Cực Lạc hai vợ chồng mình không còn gì nữa hả? Bà vợ mới nói anh buồn cười nhè, anh tới tiếng Bắc, anh buồn cười nhè. Về Tây Phương Cực Lạc đồng một thân sắc vàng rồng, trong kinh Vô Lượng Thọ nói được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lên đó đâu còn nam còn nữ nữa, mà anh còn cái chuyện, anh còn mơ tưởng cái chuyện vợ chồng, lên trên đó an lạc sung sướng lắm anh ạ. À, anh kêu như thế chán chết, chán chết. À, có một con rùa nó ở trên bờ, nó nói với con cá, cá ơi, ở trên bờ này nó đẹp lắm, xe chạy Mercedes, Lexus, WMA gì đó đủ thứ ha, rồi người ta đi chơi shopping đồ đẹp lắm. Con cá nói mày nói xạo, rùa ơi mày nói xạo, tao chỉ biết cái khung cảnh nước đây thôi, tao lên bờ có được đâu, trên đó không có đâu, làm gì có. Con rùa nó lặng yên, nó rơi nước mắt, nó kêu, nó nói trong bụng chứ nó không dám nói ra, nó kêu sao mày ngu quá, nói con cá vậy đó, sao mày ngu quá, mày si mê quá, trên bờ nó đẹp như rứa đó, như vậy đó, mà sao mày không chịu lên. Cuối cùng con rùa nó im lặng, một mình nó ở hưởng những cảnh an bình trên đó. Cũng vậy Phật nói, cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, mắt không thấy, tinh qua nghe thôi, nghe Phật nói trong kinh, nhưng chúng ta không tin, cho nên Phật nói chúng ta là si mê. Hiểu hiểu chỗ này không ạ? Nghe ở trong đoạn kinh có ví dụ về cái mẫu chuyện này không? Mẫu chuyện này dài lắm mà chúng ta không có thời gian nói. Phật nói mà chúng ta không tin thì chúng ta tin ai? Con rùa nó nói là nó đang ở trên đó rồi, nó đang ở trên bờ rồi, nó nói cho mình, nó nói cho con cá, mà con cá không tin, bởi vì con cá chưa lên bờ được, cho nên nó không có tin. Cho nên nó quá kiếp nó thành rùa thì nó sẽ tin. Mà quá kiếp phải đòi hỏi một cái quá trình trong tư tưởng tiến hóa. Hiểu chỗ nào không ạ?
Cái quá trình của con khỉ nó tiến hóa đến loài khỉ thì nó bị tiến trình nhiều cái kiếp rồi, cho nên nó lên loài khỉ rồi nó tiến trình lên loài người. Mà tiến trình đây là trong tư tưởng nghiệp tác, là nó làm một cái nghiệp thiện thì nó sẽ được lên làm rùa, nó làm một cái nghiệp thiện sẽ lên cõi người, cõi trời và thăng hoa cõi thanh văn, cõi duyên giác, cõi bồ tát và cõi phật, là từ nơi cái tư tưởng mình để tiến hóa, hiểu nè. Chứ không phải con khỉ là nó được chuẩn bị làm người rồi nó không có làm một chút thiện gì hết, nó hết kiếp khỉ rồi đến kiếp người. Không phải là cái thân đó hết kiếp khỉ mà cái tâm của nó bắt đầu tiến hóa. Vì vậy cho nên Phật mới nói là nhất thiết di tâm tào, điều do tâm tiến hóa, hiểu chỗ này không ạ? Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng Phật nói cõi này là cõi tạm, nhà lửa tam giới, sống gửi thác về quê hương chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Ai đồng ý chữ này? Quê hương chúng ta là Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta không ở đây tranh giành hơn thua, không có danh lợi trong này, bởi vì nó tạm lắm. Quý vị thấy 100 năm như vậy là lâu hả? Cõi trời đâu xuất 400 năm dưới này bằng một ngày một đêm trên đó. Thì biết cái thọ mạng chúng ta nó ngắn giống như con muỗi đâu phải không ạ? Rất ngắn, mà chúng ta tưởng là dài lắm. Xin thưa không dài. Có những đứa bé đã nằm trong bụng, đã mất từ trong bụng rồi, thọ mạng nó có đến thai nhi à, tượng hình trong thai nhi thôi. Rồi đến những người 10 tuổi, 15, 20 tuổi, đến hôm nay quý vị cái tuổi này là hên lắm rồi đó nghe. Hên lắm rồi đó. Mình phóng sanh được bao nhiêu để thọ mạng mình kéo dài, mà bây giờ mình còn ăn thịt chúng sanh nữa, mà thọ mạng mình còn như vậy là cái kiếp thừa của quá khứ. Quý vị đồng ý chuyện này không? Kiếp thừa của quá khứ. Và mình được làm bao nhiêu phước, mình ấn tống bao nhiêu kinh, bao nhiêu tượng, làm bao nhiêu phước, mà bây giờ mình được của cải, có nhà ở, chứ không thì bây giờ sanh bên châu Phi ha, không có nước mà uống, vô làng dân tộc không có một miếng vải mà quấn thân, đó là kẻ thiếu phước phải không ạ? Hôm nay mình có phước. Thực sự chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói Úc Châu là một thiên đường của hạ giới. Đúng. Người phước ở đất phước nhưng không biết tận dụng cái phước đó để mà mình làm thêm phước nữa, mà hưởng cho hết, gọi là hưởng phước không nên hưởng tận, hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu hưởng đã tận rồi thì đi ăn mày, đúng không? Đi ăn mày. Nó đúng sao gật đầu miết vậy ta. À giờ vô đề ha, vô đề. Nãy giờ nói hoài chưa vô đề, mất hết nửa tiếng à. Mười công đức in tạo tượng Phật. Chúng tôi lấy từ trong Ấn Quang Pháp Sư Tục Biên, là Ngài Ấn Quang nói lại mười công đức in kinh tạo tượng. Ngài Ấn Quang nói rằng, lắng nghe chỗ này quan trọng nha. Nếu gia đình bạn gặp ngày đám giỗ, gặp ngày đám tiệc, còn Giác Nhàn nói rằng gặp ngày đám cưới. Ngày hôm qua không có đám cưới, ngày không có nói đám cưới, mà chúng tôi khuyên thêm là gặp ngày đám cưới hoặc bất cứ một đám giỗ, một cái lễ gì, nên làm chay để đãi đằng, in kinh tạo tượng để hồi hướng cho người thân của bạn. Nếu là đám giỗ, nếu là 49 ngày thì nên in kinh tạo tượng, làm những công đức để mà hồi hướng cho cái người đó. Thưa quý vị, ở Việt Nam vừa rồi chúng tôi có đến một cái công ty đại thành. Ở công ty này do cô Phật tử Kim Sanh Phước, năm nay mới có ba mấy 40 tuổi, coi những cái đĩa ở trên website, gọi điện lên xin ấn tống 1000 tượng Phật A Di Đà. Thì chúng tôi thấy có điều lạ chỗ này. Mỗi lần tượng hết thì tự nhiên không biết ở đâu người ta gọi điện đến để xin ấn tống. Hình như chắc Phật kêu hay sao. Không xin nha, không xin. Vì mình xin mình biết mình là thiếu phước mà biết ai mà xin. Thôi tự nhiên cái duyên cổ gọi điện lên. Thưa thầy, con thấy thầy ấn tống tượng Phật tặng cho Phật tử. Cái tượng khoảng 8 tấc như vậy, thầy con xin ấn tống 1000 tượng. Thầy gọi cho anh Minh đã chuyển 300 tượng lên
tặng hết Vàng Vía Di Đà. Đợt này sẽ cho 700 tượng đó là đủ 1.000. Mà tin chắc 1.000 tượng đó khi hết thì chắc chắn tự nhiên có người sẽ ấn tống tiếp. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy rằng rất rõ, rất rõ tại Tịnh Thất Quan Âm xưa nay. Thì cổ mời chúng tôi đến nhân cái ngày đám dỗ của ba của cổ là ông Trương Văn Chiêu, Pháp Danh, Pháp Thiện. Lúc trước thì cũng còn đãi đằng rất là nhiều về vấn đề sát sanh, nhưng hôm nay đám dỗ là đám dỗ chay. Thì mời chúng tôi đến thì gia đình lập một cái hội trường lớn hơn đây, khoảng 1.000 người, che bạc, che đồ. Và nhớ là bữa đó làm cái pháp tòa rất là đẹp. Không biết ở trong này ai coi cái đĩa âm siêu dương thế chưa ạ? Dạ vâng, ở trên mạng có. Chắc là chủ nhật tuần sau có thể in cái đĩa này tặng quý vị. Thì làm cái pháp tòa, không biết cái cây làm sao nó đưa ra vậy. Kiến nó rớt xuống dưới mà nó nằm đen hết trên, ở dưới cái nền pháp tòa đó. Thì khoảng 3 con nó lên nó cắn. Kiến vàng đang nói làm sao nó thấy cái miệng mình có duyên quá, nó cắn ngay cái miệng. Nếu mà cái số lượng kiến đó mà nó bò hết lên thì chắc bỏ chạy giống ngồi nổi. Mà hình như nó lắng nghe pháp hay sao. Cái điều này có. Và khi giảng xong thì hai con nó chui ngay cái mắt cá, chứ không phải cô chui sâu lên trên. Ngay mắt cá, nó cắn ngay mắt cá và bắt từ từ bỏ ra. Và khi giảng xong thì bước xuống thấy kiến nằm đen hết trơn luôn, nằm dày đặc hết trơn, nó bò lúc nhúc, đi không khéo là dẫm nó chết. Chúng tôi lạ, thấy lạ, bao nhiêu kiến này là kiến vàng, nó cắn là nó sốt dữ lắm. Thưa quý vị, giảng xong 2 tiếng đồng hồ là có cái hương linh đó, họ nhập vô đứa con và dắt thêm 100 người nữa. Khi nhập vô đứa con là kêu thưa thầy, quy y cho con luôn với 100 người. Chúng tôi làm lễ quy y tại đó luôn, nhưng mà không có đưa cái khúc băng đó vô. Sợ để người ta không tin, người ta nói mình dựng lên mấy cái cảnh này. Như đây là sự thật, hôm nay cũng có em của cô Kim Sinh Phước đang ở Úc này cũng đến tham dự buổi hôm nay, hôm đó cũng có mặt. Thưa quý vị, đó là một cái việc làm của gia đình cô ta, là đám dỗ mà lại mời thầy đến giảng và in kinh, rồi bữa đó làm băng đĩa và tượng Phật tặng cho Phật tử. Chúng tôi hết sức là hoan hỷ. Đó là cái việc làm mà chúng tôi thấy rằng gia đình quý vị ngay cái lúc mà đám dỗ thì nên làm chay và không được sát sanh để đãi đằng và ấn tống băng kinh tượng Phật để hồi hướng. Thì trái lại câu chuyện đó, có một người ở dưới Tiền Giang, chú này cũng có chức quyền và tiền bạc rất nhiều. Không biết lý do sao đó mà bị nhồi máu cơ tim chết tại chỗ, chưa kịp gọi rằng là di chúc của cải cho con cái. Thì thưa quý vị, khi chết như vậy thì người ta đến phúng điếu rất là nhiều, mà gia đình không hiểu đạo, nhận cái tiền phúng điếu cho đến hơn 1 tỷ. Thì thưa quý vị, khi nhận tiền phúng điếu đó rồi thì xây một cái mồ rất là lớn chứ không có thiêu. Và đặc biệt đó nữa là 49 ngày là mời những cái người mà đi phúng điếu đó đến để mà đãi. Mà đãi mà mua ngoài chợ về thì không ngon, người ta làm rồi nó nguội, nó lạnh đó, không ngon, cho nên mua vịt, mua gà, giết một con heo đãi. Rất là lớn, ở lớp đó trên 100 bàn, có một bàn là 10 người, vì quen biết cũng đông. Thưa quý vị, đang đãi đằng như vậy thì cái linh thức ông cụ này nhập vô đứa cháu luôn. Nói rằng ba đang đau khổ vì nợ người ta quá nhiều, là lúc lâm chung người ta phúng điếu không biết đi làm phước mà lấy tiền chia nhau ăn, và hôm nay đãi đằng như vậy đó, thì cái tiền này thay vì đi làm phước, in kinh làm phước phải không ạ, phước nhân thêm phước phải không ạ, nhưng mà cuối cùng lấy cái tiền này đi tạo tội chia nhau, anh em mỗi đứa vài trăm triệu rồi để thêm một ít tiền nữa để mà đãi đằng. Thì ông nhập vô, ông nói bây giờ nợ nhiều quá cho nên không có áo bận, đang đói rách, đói mà còn rách, và những cái con thú đó mà giết nó đó bây giờ nó theo nó báo thù, nhập luôn nha. Ở đây thì nghe cái chuyện nhập chắc là xa lạ, chưa thấy phải không, ở Tịnh Thất Quan Âm là thường xuyên rồi. Và nhập vô luôn và nói rằng là những con thú mà mình giết nó đó, gia đình đãi đằng đó ăn chung mà tội riêng,
ăn chung tất cả mọi người, mà bây giờ nó theo đòi cha. Đứa bé chút xíu à, mới mười mấy tuổi à, mà nó nói y như tiếng ông cụ luôn, y như cái ông chú đó đó. Nó đòi cha, bây giờ cha phải trả. Mà đang gấp ăn ngon nha, đang gấp ăn ngon rồi à, bên đó thường đãi đằng là có karaoke, hát nhạc rồi đó. Ông lên ông cầm micro mà đứa bé chút xíu đứng trên cái ghế cho người ta thấy nói. Trời ơi, nói xong bỏ đũa hết trơn luôn. Bây giờ ông nói không phải là cái tiếng của đứa bé đó mà cái tiếng của ổng luôn, mới chết. Và nói xong rồi là gác đũa hết. Gia đình tỉnh luôn, nhưng mà phải trả, bao nhiêu con đó chết á là phải trả nữa. Ông kêu mau mau bây giờ phải làm lễ phóng sanh và giúp ích để mà làm phước để hồi hướng cho ba ngăn các con. Ông nói đứa bé té là cái bịch. Nhân quả nó hay lắm quý vị ạ. Quý vị ra tòa đôi khi cũng còn thiên lệch nha. Nhưng mà cái nhân quả của đòn công, cái đòn cân công lý của nhân quả là không xê dịch một mảy, không xê dịch một ly. Làm một điều thiện thì phải có cái nhân thiện, rồi quả thiện nó báo đáp lại. Làm một điều ác thì cái duyên ác và cái quả ác nó đủ rồi là phải thọ lãnh thôi. Chứ không có ai mà bắt chúng ta, không có ai mà đem tự nhiên cái quả đó đến cho chúng ta đâu. Sự thực là như vậy. Đó là Ngài Ấn Quang, Ngài khuyên. Thì chúng tôi dẫn chứng hai mẫu chuyện hiện sinh. Một mẫu chuyện là gia đình cô sinh Kim Sanh Phước đã hồi hướng cho người cha bằng cách in 1000 tượng Phật, làm những điều phước và mời chúng tôi đến giảng. Và một mẫu chuyện đó là giết chúng sanh ăn, và bữa đó ông nhập vô để ông báo như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta đi học, chúng ta biết rồi, chúng ta đến đây chúng nghe chúng ta biết rồi. Bây giờ có còn phải về Việt Nam để khuyến khích cha mẹ của mình để mà mua tôm hùm á, tôm một loại tôm lớn á mà nó đang còn bơi 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 đó để mình ăn nữa không? Không. Nói đến đây nhớ cái mẫu chuyện này nghe mới rùng mình rợn óc nè. Qua Canada giảng, tự nhiên đang nói bây giờ lông tóc nó dựng dựng lên nè. Bây giờ câu chuyện này nó thực quá, nó quá thực và nó đi vào lòng của Giác Nhàn. Mà Giác Nhàn hôm nay không có chuẩn bị trước mà lên tự nhiên nó nhớ. Chắc Phật kêu, Phật bắt nói, Phật gia hộ để nói. Thì đến nhà cô Phật tử đó, bằng một cách bỏ mời cho được về ngủ một đêm. Thì hai vợ chồng lấy xe giảng bên đó, thì thường quý vị biết mấy giờ giảng không? Phải 9 giờ tối giảng. Bởi vì Phật tử đi làm neo á, người ta nói thay thầy đợi con nha thầy, con đi làm neo xong về con tắm rửa, con cho con ăn cơm, con cho con ăn cơm con xong rồi thầy giảng nha thầy. Thầy nói xong để 11 giờ luôn đi. Tới Florida rồi chỗ tu viện Hương Hải á, thầy trụ trì nói thầy phải đợi 9 giờ tối thầy mới giảng. Thầy kêu dậy 1 giờ con về tới nhà hả thầy? Ông kêu ừ. Bây giờ 9 giờ giảng, thường thường cái đô nó phải là 2 đến 3 tiếng nó mới đủ đô. Nó lại là 11 giờ là bắt đầu đi về, tới lại chỗ nghỉ là phải 1 tiếng mấy nữa. Rồi sáng mai đi tiếp. Công nhận qua làm overtime không nha, đi nước ngoài là overtime. Ở Việt Nam thì chỉ đúng ngày Chủ nhật lên pháp tòa mấy chú chuẩn bị xong hết là giảng 9 giờ đến 11 rưỡi là bước xuống. Tiếp khách gì đi nữa là đến khoảng 3 giờ là xong, xuống đóng cốc. Cái khu chuyên tu là ngủ nghỉ luôn dưới đó cho một tuần sau, bồi bổ sức khỏe là lên làm tiếp. Nhưng mà biết qua bên đây sao đi làm hoài, làm hoài, làm hoài vậy mà có sức nha. Lạ. Phật gia hộ không? Phật gia hộ. Và nhờ công đức ăn chay. Mà ăn chay phải ăn chay chân thật, chứ không phải ăn chay đụng nha. Ăn chay đụng là bữa nay đụng cái gì mà ăn đụng cái đó ăn không được à. Mà ăn chay là ăn chay, ăn chay này là ăn chay thực, ăn chay chính hiệu, chứ không phải tối tối lén lén ăn mặn ăn à. Nhờ vậy cho nên nó có sức khỏe dẻo dai. Cái người ăn chay nó có sức khỏe dẻo dai. Thì không ai mà có thể so sánh được cái người ăn chay. Sức khỏe nó phi thường, càng ăn càng hồng hào, đẹp, mặt mày hồng hào như đánh sân, đánh phân, đánh xóm. Đánh son, đánh phấn. Nói lộn, đánh phân, đánh son. Quay lại mẫu chuyện. Thường thì thầy giảng khoai hài chút cho để quý vị để buồn ngủ ha. Cho nên thôi là ở trên này giảng, ở dưới đó, hay lắm. Hôm qua chúng tôi
Hôm qua chúng tôi được chú Tịnh Đăng đưa đi lên con sò mà gì, nhà hát con sò hả? Đi ra ngoài biển á, không có ai giảng, ngồi ngủ luôn, ngồi trên đầu cái giờ nè. Có hoa Phật tử, có hoa tâm bên nước Việt Nam bay qua bên này. Mà quý vị nhớ cái cô mà kỷ niệm 5 năm không? Lễ kỷ niệm 5 năm cô phát biểu á. Cô nói trời ơi, không để cho sư phụ ông ngủ ở nhà cho rồi, ông lên đây có buồn ngủ trên thuyền à. Mở mắt không ra. Mà sao bây giờ cũng là giờ này hôm qua mà sao nó sáng dữ không biết. Mở mắt sáng. Bây giờ có duyên đi gì? Có duyên tiếng Pháp chứ không có duyên đi chơi. Cái số mà là cái số cày, cái số làm. Cái số làm để mà gì? Để hồi hướng công đức về cực lạc ha. Quay lại mẫu chuyện. Thưa quý vị, cô này có mời đến nhà. Thì cứ mời đến nhà thì ngủ một đêm xong, khoảng 4 giờ có gõ cửa cốc cốc cốc. Thầy thức dậy chưa? Ghi gián nhàng dậy lúc 3 giờ đang ngồi niệm Phật, có gì không cô? Khi con mời thầy ra có một sự việc gia đình của con không biết phải làm sao, nhờ thầy giúp đỡ. Thì thầy cũng sợ sợ cái giúp đỡ, cái vụ mà giống như mấy cái cô khác, con nói con không có con, thầy làm sao cho con có con. Cái giúp đỡ này là đầu hàng, bó tay chấm con á. Sợ cái giúp đỡ này lắm á. Làm gì cười dữ vậy? Nhưng mà cái này có thiệt á nha. Có bốn cặp gia đình từ Bến Tre lên đó, có nói cái vụ này á. Chúng tôi kêu thôi giờ về phóng sanh đi, con cháu đông đúc, nói giỏi tông đường là công đức thứ tư phóng sanh. Và lạy Quan Âm thì cầu trai được trai, cầu gái được gái, về lạy đi. Thì thầy nói cô về cô lạy đi, thế nào có được, còn hỏi bao nhiêu tháng. Thì kêu không dám bảo hành. Mình mà nói bảo hành 3 tháng không có, bà Linh mới chửi nát chùa luôn. Cho nên không dám bảo hành. Thì cuối cùng thầy kêu thôi cứ lạy hoài, chừng nào có thôi. Mà biết giờ có hay chưa cũng biết nữa. Thì thầy có kêu thầy, xin thầy giúp đỡ. Họ giúp đỡ gì? Con kể đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe. Thì cái mẫu chuyện trong này, thầy chỉ cho cổ ấn tống kinh tượng mà nó vượt qua được sự việc này, để nhập vào nói đến 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Ở đây là lời của Phật. Và chúng tôi nói là thường hay nói từ trong kinh nói ra, ít có tự chế đề tài lắm. Nói công đức của kinh đó thì quý vị mới có niềm tin được. Thì con nói thưa thầy, khi con mang một cái thai, đứa bé gái đầu tiên, con về quê. Quê đó là ở miền Tây, Vĩnh Long. Thì ông cha chồng, ông thấy con về mang thai, cho nên ông cha chồng con thấy thương quá. Cách bao nhiêu năm hôm nay mới được về. Thì hôm nay bắt một con bồ câu ở ngoài chuồng á, hầm thuốc bắc, cho con ăn. Thì ba chồng con bắt con bồ câu vô. Và con chưa thấy cảnh tượng này bao giờ từ khi qua Canada. Và một chân thì dậm lên cái mình của nó, và một tay á thì cầm một cái đầu, còn một tay nữa thì đưa con dao vô cổ cứa ngang qua, phun máu ra. Mà không biết vì sao con bồ câu này rất lạ, khi cứa cổ nó rồi tự nhiên nó nhìn con nó trừng trừng vậy thầy. Tự nhiên lúc đó trong người con có cảm giác là rần, sợ quá. Mà nói cha đừng có làm như vậy, thì ông cha ông buồn. Ông có tấm lòng tốt, mà lúc đó con chưa có hiểu đạo. Nếu mà địa vị như là bây giờ quý vị mà nghe cái chuyện này rồi đó, thì quý vị về có thể cản liền, đúng không ạ? Nhưng cổ cũng chưa hiểu đạo lắm, thì nó trừng, nó nhìn xong bắt đầu nó khép mắt lại, nó chết. Ông nấu nồi nước sôi, ông thả vô đó, ông nhổ lông nhổ lá, mổ bụng ra, xong bắt đầu hầm thuốc bắc. Cô ăn mà cứ gai tóc cô nổi lên. Bởi vì bên đó đâu có thấy cảnh tượng này đâu. Bên đó là ăn đồ hộp, đồ đông lạnh không ạ? Thì sau khi cổ về, thì một sự việc bắt đầu xảy ra, là cái thai này bắt đầu dễ dùng. 6 tháng đầu nằm rất êm. Vì sao? Bắt đầu từ tháng thứ 6 đến tháng thứ 9, gọi là 9 tháng 10 ngày không? Thì tháng thứ 3 tháng đó nó đạp, nó dãy, nó dùng, nó quằn quại trong người, ăn không ngon, ngủ không yên. Thầy nghĩ chắc là cái linh thức của con bồ câu đó đó,
nó ảnh hưởng cái thai nhi, nó cứ phải báo lại nhân quả mà. Và nó quậy dậy dùng, nó đau đớn mà cứ ban đêm là nó đau. Cô nói thầy biết đau bụng đẻ như thế nào không? Thầy nói không. Cổ mà hỏi thầy đau bụng đẻ, mình có đẻ bao giờ đâu mà hỏi. Cô nói ô cha ơi, nó đau gì mà nó đau khó chịu nha. Mà cái người mà sanh thì nó đau không nói, còn cái này nó ở trong bụng nó đạp. Ban đêm á thì nó quậy trong đó, ngủ không được. Ban ngày á thì nó nằm im chút đỉnh thôi, mà đi ra cái hãng may làm á là nó không cho làm, cứ cầm bắt đầu may lên là nó đạp. Hình như nó có cái linh tính là mình muốn làm cái gì nó không cho luôn. Mà thường quý vị nghe nói là con cháu của mình hoặc là mình mang thai mình phải ăn đồ bổ, hà gà, hầm vịt tiềm, phải không ạ? Bồ câu, hầm thuốc bắc, phải không ạ? Là bổ, phải không ạ? Con nói ôi cha mẹ ơi, bổ ngang bổ ngửa luôn thầy ơi. Nó đi xỉn tản luôn, nó mệt trong người, mà khi sanh nó ra ngang phải mổ, nó mổ chứ không phải là sanh, mổ bê nó ra. Bà kêu một đứa đó là tởn luôn nha thầy. Mà thầy hỏi bữa nay mấy đứa, bà nói ba. Thì cái đứa nó ra nó làm sao? Cái đứa này ra thì coi như là bắt đầu vừa lọt lòng mẹ là nó khóc. Tức là ở trong thì nó đạp không à, thì ra ngoài thì nó khóc. Nó dở cái chiêu này ra nữa, khóc ban đêm, ban ngày ngủ. Trời, cô nói chết được luôn thầy ơi. Phải nói là kinh tế bắt đầu xuống dốc luôn. Ăn chỉ một con bồ câu sát sanh đó nha, cái quả báo nó mà còn không biết luôn. Bắt đầu kinh tế nó xuống dốc, bây giờ đâu có làm được đâu. Thì khi như vậy rồi, bắt đầu ông chồng thấy ở nhà nuôi con ít có đi đâu được nữa, bắt đầu làm hãng may có tiền nữa, ông theo vợ bé nó mới chết chứ. Thì cuối cùng rất là buồn, và bắt đầu nó lớn lên, bắt đầu biết nói nó ăn cơm nó không ăn, bắt đầu biết ăn rồi, tức là tất cả những cái gì mình nói nó đều làm trái ý. Và hôm nay cô nói là 2 năm về trước, cô nói hôm nay 15 tuổi mà đem theo trai nó ở rồi, chưa đến 18 tuổi, quy định bên này là 18 tuổi không ạ, mà 15 tuổi nó đi theo thuê nhà mướn ở với trai rồi. Thầy chịu nổi không? Thầy kêu thầy cũng chịu không nổi vụ này đâu. Và xuất hiện một đứa thứ hai nữa, sanh ra cũng là gái. Rồi thêm một đứa nữa, định kiếm con trai, cũng là gái nữa, cho nên phá cái thai tiếp. Mà khi phá cái thai như vậy thì rất là khó khăn để phá thai. Con nói thầy biết nhà thương Từ Vũ không? Thầy kêu không, không biết cái nhà thương đó. Con phá thai tại nhà thương Từ Vũ á. Thì cái nhà thương Từ Vũ này phá xong rồi ha, bắt đầu sanh ra đứa kề, nó có con trai ha, thì mang thai nó là con trai cho nên giữ lại. Thì không ngờ cái thai này bắt đầu làm con phải nói lên bờ xuống ruộng luôn. Hỏi làm sao? Cái đứa bé này sanh ra rồi bắt đầu nó dị tật. Nó dị tật nghĩa là nó người nó ốm, tay chân nó nhỏ mà nó khóc, nó kinh phong, nó giật lên vậy đó. Và đứa bé này không có lành lặn, mà trai mà không lành lặn và sanh ra rồi, từ khi nó bệnh như con cứ ôm nó vô trong lòng thì không sao, mà thả ra là bắt đầu nó giật kinh phong, nó le lưỡi, nó làm khủng khiếp luôn. Và cho đến khi bắt đầu tiệm của con phải nói là sạch sành sanh, chỉ còn nhà và ăn lương thất nghiệp, nó mới chịu. Lúc đó nó mới chịu. Hai vợ chồng coi như trắng tay luôn. Bây giờ thầy qua thầy thấy nó thắc cười lắm. Nó đi trong nhà nó muốn đổ nước thì đổ nước, nó muốn bật lửa thì bật lửa. Nó sống trong thế giới tự do, nó muốn làm gì nó làm mà không ai nói gì nó được, mà nó khờ ngay mà mười mấy tuổi mà vậy. Thì có xác định rằng chính cái thai nhi này, có nhiều lúc rằng là con nằm mơ con thấy cái ác mộng là có một đứa bé là y như đứa con sanh ra đây nè, mà lúc phá thai rồi mấy ngày đầu tiên nó ám ảnh á. Cái thai nhi đó nó làm cho con ám ảnh là cũng như một đứa bé mà nó quằn quại như vậy đó. Trong này có ai phá thai không? Cười cười là biết rồi nha. Đó là hình thức sát sanh. Bây giờ phải mau sám hối, gửi những cái thai nhi đó. Cha mình họ chồng mình, chồng mình họ Trần, mình họ Nguyễn, gọi là Trần Nguyễn vô danh, gửi vô trong chùa để cho nó tu. Cho nên chúng tôi nói với quý vị biết rằng thân mình nếu mà biết tu á
thì cái công đức để mà thăng hoa rất nhanh. Bởi vì cõi trời quá là sướng, cho nên Phật không có thể mà thành Phật ở cõi trời để mà độ chúng sanh, ở độ chư thiên được, mà chỉ có Phật Di Lặc vô nội viện đau xúc thôi. Bởi vì họ sướng quá, họ quên tu. Và Phật cũng không có thể xuống địa ngục để mà độ cho chúng sanh, vì họ quá khổ, nhất là cái khổ mà nói láo, đưa cái lưỡi ra cày rớt cái lưỡi xong bắt đầu mọc lại cày nữa, nói một lần là cày một lần. Xưa giờ chắc nói láo nhiều lắm ha, gọi là địa ngục lưỡi cày, lật ra kinh Địa Tạng thấy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng do cái nghiệp mà mình làm như vậy, gọi là phá thai đó, mà mình phải thọ lãnh. Nếu mà mình ở cõi này biết tu á, thì rất là dễ. Vì Phật Thích Ca thị hiện vô cõi Ta Bà này, thấy loài người rất là dễ thăng hoa tiến hóa, cũng không khổ mà không sướng lắm, nửa khổ nửa sướng, cho nên thành ra có thể họ tu tập được. Cho nên Phật thị hiện, Phật Thích Ca thị hiện trong cõi này. Cho nên nếu chúng ta biết tận dụng thì cái kiếp người rất là dễ thăng hoa tiến hóa về cõi trời, về cõi Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Còn không thì nó đọa lạc cũng như tên bắn. Như thế nào đọa lạc như tên bắn? Nếu là quý vị năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, năm giới này quý vị giữ đủ thì có 25 vị thần hộ giới. Khi Đức Phật chế ra giới này thì có một giới có 5 vị thần theo để mà gia trì gia hộ. Mà 5 lần 5 là 25 vị thần theo gia hộ cho quý vị. Mà quý vị phạm một trong năm giới này, khi mình đã thọ rồi đó thì mất cái nhân làm người. Nhất là mấy ông đời mới bây giờ Việt Nam, không biết bên này có không, chứ giàu rồi là xách hai tay hai cô đi bên hông. Quý vị rồi đó ngang, thọ giới rồi đó ngang, mất cái nhân làm người luôn. Cho nên chúng ta biết rằng sở dĩ chúng ta được cái nhân làm người này là kiếp trước chúng ta có giữ năm giới, chúng ta có làm thiện, bây giờ chúng ta mới ở đất phước, gọi là người phước ở đất phước. Đất này đất phước nha. Cho nên chúng ta nghe Pháp Sư Tịnh Không nói rằng là người phước ở đất phước, người không có phước thì ở đất không có phước. Và cái đất phước nào là thù thắng nhất? Đó là đất nước cực lạc của Phật A Di Đà, là do nguyện lực của Phật A Di Đà tạo nên. Còn cái đất nước này và cái cõi này là do nghiệp lực con người tạo nên. Hiểu hiểu chỗ này không ạ? Nghiệp lực tạo nên. Mà mình muốn về cái đất phước của Đức Phật A Di Đà, đất đó là gọi là công đức, thì mình, cái tâm của mình phải tương ưng với cảnh giới. Tâm đó là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Cái tâm đó là tích chứa công đức để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì có cơ may. Cơ may là chánh báo của mình. Chỗ này quan trọng nè nha, chỗ này lắng nghe nha. Chánh báo của mình nó tương ưng với là y báo và cảnh giới cực lạc, thì có cơ may chúng ta về. Còn nếu chánh báo của mình ở cõi này còn tham sân si mạng, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Ngay cái ngũ dục là tài sắc danh, thực là ăn, thùy là ngủ. Bây giờ mà còn ăn thịt chúng sanh nữa thì hỏi làm sao mà mình có cơ may để về đất phước. Vì Phật nói muốn đi về Tây Phương Cực Lạc là phải xả ly Ta Bà. Xả ly không phải là mình đốt nhà đốt cửa, bỏ hết con cái đi ra ngoài đường cho nó ăn xin, mà xả là xả cái chấp, gọi là tình chấp trong tâm. Vẫn có nhà có cửa có chồng có con, mà tâm mình nó bớt chấp. Lúc trước ông chồng mà ông về Việt Nam, ông đi khoảng 2-3 tuần là bên này nóng ruột như là nước sôi đổ vô ruột rồi. Ông biết theo cô nào bên đó mà lâu quá, nghiến răng kẹt kẹt. Ông về ông chết ông với tôi ngang. Là còn chấp. Đúng mà. Dĩ nhiên mình đã hết duyên rồi, giàu cho mình bảo thủ như thế nào nữa, rồi cũng đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Hỏi mà. Nhưng mà khi còn duyên còn phước thì mình ở với nhau. Nó có cái điểm này nè. Cái người mà không hiểu đạo gọi là duyên nợ. Nó duyên với nợ. Nhưng mà khi cái người hiểu đạo rồi, biến cái nợ đó trở thành cái ân nhân với nhau, để mà trả, để mà lo lắng trong quãng đời còn lại. Và khi chúng ta thọ mạng hết, cái nghiệp thức chúng ta đi về cực lạc. Quý vị có đồng ý chúng tôi là chết không hết không? Chết không hết. Cho nãy giờ chúng tôi mới kể cái chuyện mà thai nhi đó, chuyện thai nhi đó. Và cái chuyện cái cô này đó là bị như vậy là do cái nghiệp thức nó như vậy, là do cái nghiệp sát sanh.
Cho nên thành ra Phật nói là sát sanh đứng hàng đầu đưa lên, đứng hàng đầu đưa lên, thấy không nào? Thì như vậy Ngài Ấn Quang nói rằng là nên lấy, hồi nãy giờ chúng tôi đang giảng ở cái đoạn là nên lấy in kinh phóng sanh làm những công đức để hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Công đức đầu tiên là các thứ tội lỗi đã tạo trước đây hễ nhẹ bèn lập tức tiêu diệt, nặng thì cũng chuyển thành nhẹ. Đó là công đức đầu tiên, 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Bây giờ cái tội mình nặng, bây giờ muốn làm sao cho nhẹ đây? Ở trong kinh dạy liền là ấn tống kinh tượng Phật, phóng sanh và niệm Phật, thì tội đó nặng thì nó thành nhẹ, và nếu nhẹ thì nó biến mất. Hiểu chỗ này không ạ? Hay có một cô Phật tử ở Việt Nam, cô nói: thầy, con có nên tội gì đâu mà con phải đi chùa tu, con đâu có tội lỗi gì đâu, con đâu có cướp người, đâu có cướp của giết người đâu, con đâu có làm những chuyện mà tàn ác đâu mà thầy kêu con tu. Thầy chỉ con thử coi con có cái tội gì không vậy mà thầy kêu con tu, nếu thầy chỉ ra là con tu á. Thầy kêu: giờ con ngồi đây lắng nghe thầy chỉ cho con nè. Khi cô cất chân dở bước đi á, là bao nhiêu con kiến nè, là một loài súc sanh á, rồi bao nhiêu loại vi trùng dưới đất nè, cô dẫm đạp nó chết ha. Và cái tội á, mà cô nói rằng là cướp của giết người, cái tội đó là không tha rồi. Nhưng mà trong đạo Phật nói cái tội của nó, cái tội của mình á, nó vi tế hơn chứ không phải thô phù như vậy. Hồi trước giờ cô có làm cho ông chồng cô buồn không? Kêu có chứ, ổng mà đi qua đêm con chửi dữ lắm á thầy. Cái đó là tội đó. Hỏi sao tội? Bởi vì ông đi qua đêm con sợ ông theo gái cho nên thành ra con chửi. Nó kêu đó là tội, làm cho người ta buồn là tội. Hiểu chỗ nào ạ? Rồi hồi trước giờ có ăn thịt chúng sanh không? Kêu con ăn chứ con đâu có giết đâu. Gián tiếp giết. Nếu mình không ăn ai giết? Phải không? Thầy ngồi thầy kể khoảng nửa tiếng. Cô kêu trời, kiểu này phải tu gấp à. Nghe thầy nói tội rồi tu gấp à. Vì sao thầy tôi chưa thấy tội? Phật nói là si mê chứ không biết đâu là tội, là phước, là chánh, là tà, là đúng, là sai, là tốt, là xấu. Gọi là si mê. Si mê đó là cái nhân làm gì? Khi bỏ báo thân này làm loài súc sanh. Rõ ràng mà, rõ như ban ngày phải không ạ? Rõ như ban ngày. Vậy làm súc sanh hay làm vô địa ngục, hay ngạ quỷ, hay cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời, cõi thanh văn, cõi duyên giác, cõi Bồ Tát, gọi là thập pháp giới tướng, là điều do mình quyết định đúng không ạ? Muốn vào cõi nào là do mình quyết định. Đó. Thì như vậy nếu mà tội á thì sao? Giống như tàn nhang nó rớt xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn trung trung bình bình nè, như chúng ta đang ở cõi người, gọi là trung bình khá. Và có phước hơn, gọi là khá hơn, về cõi trời. Về cõi trời tức là bạn phải làm không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà dâm mà đi làm cho những người khác có hạnh phúc. Đó là thâm. Miệng không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Mà miệng ta là đó hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lường. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Đem tất cả những điều hay lẽ phải nói cho người khác, là mà làm điều thiện của khẩu. Ý là không tham lam, sân giận và si mê. 10 điều thiện này quý vị làm một cách hoàn thiện viên mãn thì có cơ may quý vị bỏ bát thân này về cõi trời. Nhưng về cõi trời là cái quả của đời thứ ba. Trong kinh nói hưởng hết phước rồi tuột xuống nữa. Nhưng mà tuột xuống cõi người là thấy đẹp đẹp một chút nha. Rồi hết phước nó đi theo cái đà là nó xuống, là nó xuống luôn á. Nó xuống tận đấy là ngạ quỷ súc sanh địa ngục. Thấy không? Cho nên Phật nói chúng ta không nên hồi hướng công đức về cõi trời, mà hồi hướng thẳng về cực lạc luôn. Được chưa? Thẳng về cực lạc luôn. À. Mà nếu công đức đó, nếu công đức đó hồi hướng về cõi trời, thí dụ in kinh, in tượng Phật mà hồi hướng về cõi trời thì đây trở thành phước báu hữu lậu. Quan trọng chỗ hồi hướng. Quan trọng chỗ hồi hướng không ạ? Nếu hồi hướng về cực lạc trở thành công đức vô lậu. Đó. Thưa quý vị, nói đến cái chuyện mà nếu ai in kinh, in tượng Phật thì người này tội nặng thành nhẹ, mà nhẹ biến mất. Chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này. Cô Phật tử này may màng
ở đường Điện Biên Phủ. Bây giờ tự nhiên nói đến cổ, tự nhiên hình ảnh cổ nằm ở trong đầu, kỳ diệu, kỳ tích. Bị một chứng bệnh 3 năm ngủ không được. Ở trong này có ai ngủ không được không? Mà đêm mà ngủ không được là thôi, nó dài kinh hồn. Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết dạ ai thế nào. Đúng không? Biết sao tự nhiên nhớ mấy vụ này ta? Mới gặp chưa không biết có Phật, mới gặp cái ngày nhìn ngày thấu tột, túc mạng thông có là biết nhiều đời là gì, cha mẹ anh em của mình như thế nào liền. Nhưng còn mình là mắt phàm phu, phải ở lâu mới biết dạ ai thế nào, là lòng dạ họ làm sao mình mới biết được. Thì cô này cô nói: thưa thầy, con thích nhất là ấn tống tượng Phật, tức là đúc tượng Phật để tặng. Thì cứ ô, thầy mới xây cái tịnh tháp Quan Âm, bây giờ thầy đặt tịnh tháp Quan Âm mà thầy thích có cái tượng Quan Âm để bên ngoài trước á, là dựng ngài để trước. Thầy kêu như vậy thầy đi đặt đi. Thì thầy qua bên cầu chữ Y, thầy gặp anh Út làm tượng. Thì đến mấy chỗ khác thì thấy giá cao đến 11 triệu, mà riêng ở chỗ ông Út đó chỉ có 5 triệu. Ô, trúng mánh, mừng quá, đặt luôn. Thì đặt luôn xong bắt đầu chở lên, một điều kỳ diệu xảy ra. Vừa lên nửa đường xe nổ bánh cái rầm, lật qua tưởng là ngã, cuối cùng nó nghiêng qua bên không ngã. Thì giác đàn lúc đó đang đi công chuyện á, người ta chở lên mà mình không biết, bắt đầu chạy về giá bánh xong đưa lên. Thì khi đưa lên xong tới từ tỉnh thất Quan Âm rồi, tự nhiên không biết có ông già đâu ông xuất hiện. Ông nói bây giờ xe cẩu vô không được, đường nhỏ lắm. Lúc đó năm 2002 đường rất là nhỏ, lên không được. Bây giờ có đường cao tốc đi xuống thì lớn, không xe cần cẩu lên được. Ông kêu để con có cách dựng. Thì bắt đầu ông mới kêu thanh niên, mưa râm, kêu thanh niên lên. Bắt đầu cái hồ thì xây xong rồi. Cái hồ đó là do một cô Phật tử ở Canada cúng 12 triệu xây cái hồ xong hết rồi, có cái bệ sẵn rồi. Thì ông đưa cái chân vô trước, bắt đầu ông dựng lên. Thì dựng nửa chừng cái ba lan hết dây, ba lan hết dây phải chống lại và dựng 2 tiếng đồng hồ. Thì lúc lên tới nơi cứ lúc lắc vậy nè, bởi vì nó không có chân, cái chân không có điểm tựa, nó cứ lúc lắc vậy. Giác Nhàn mới đứng thành tâm nói: Đức Quan Âm gia hộ cho con, nếu tượng Quan Âm mà đứng không có ngã xuống, mà ngã xuống có thể đè người chết, bị đứng xung quanh thanh niên đứng đông lắm. Nếu tịnh thất này mà có duyên Quan Âm gia hộ cho con á, thì ngài dựng lên an toàn, không việc gì xảy ra. Nếu ngài ngã xuống là chắc con không có duyên, con ở đây không được. Thì nói như vậy, dựng lên 5 giờ chiều hừng sáng mà cho đến 8 giờ tối là đèn bật xung quanh lên. Dựng xong là lên cột cái sợi dây 4 bên, bởi vì chưa có bỏ bê tông vô cho nó cứng cái chân á, nên cột sợi dây lên 4 bên cổ của ngài để giữ á. Thì chúng tôi vô đứng trong cái cốc nhìn ra, suốt đêm ngủ không được, sợ quá. Vừa sợ mà vừa mừng. Mà lạ kỳ là cái trụ bê tông mà chôn xuống đất để nó giữ cái ba lan á, nó gần chốc gốc lên mà không chốc. Nếu mà chốc lên thì nó bật ngửa cái tượng xuống liền, nó lật xuống liền. Mà cuối cùng an toàn, dựng cái tượng lên rất an toàn. Thì sao? Thưa quý vị, dựng cái tượng lên rất an toàn. Thì đặc biệt cô này đi lên tỉnh thất Quan Âm 12 giờ khuya, cô Nguyệt á, cô lạy Quan Âm xong. Thì lạy Quan Âm xong như vậy thì cô về nhà ngủ một giấc rất ngon, và từ đó ngủ luôn, ngủ ngon. Ngủ rất ngon, tức là lúc trước là đến 4-5 giờ sáng chợp mắt một chút là thức. Bây giờ là 9 giờ tối ngủ một lèo luôn cho đến bao nhiêu? 5 giờ sáng, có bữa trở mình còn không muốn dậy nữa chứ. Phải công đức này tiêu nghiệp không? 3 năm đi không biết bao nhiêu tiền, chữa không biết mấy trăm triệu, vậy mà có 5 triệu à. Cái tượng 5 triệu phải không? 5 triệu họ chở tới nơi á. Cái tượng có 5 triệu đồng tiền Việt Nam ấy, thế mà chuyển được cá nghiệp, mất ngủ và gì nữa, và gia đình bắt đầu làm ăn hưng thịnh lên. Màng người ta xung quanh á, không ai đến đặt mà cứ đặt cổ không à. Con nói bữa nay cúng tượng sao nó trúng mánh quá thầy ơi. Mà không cầu làm ăn lời, mà tự nhiên nó lời. Vì công đức cúng tượng Phật, mỗi ngày người ta lạy, mỗi ngày người ta lạy, mỗi ngày người ta lạy, thì người ta lạy một lạy là cho một chút công đức, người ta lạy một lạy mình có một chút công đức, phải không ạ? Công đức không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và có thể bàn tính được công đức này. Này biết chuyện này chưa? Đó, cho nên chùa chúng tôi in ấn tấm tượng Phật tặng cho Phật tử. Hôm bữa tặng hết rồi, Phật tử nói: thầy ơi, thầy còn tượng không thầy?
Thầy kêu trong kho hết rồi. Nói thầy nói xạo. Thầy kêu thầy nói thiệt chứ không phải nói xạo đâu nha. Bởi vì cổ cũng buồn buồn mà cổ cũng mới hiểu đạo mà. Nó kêu thầy nói xạo, kêu thầy nói thiệt mà. Để vài bữa thầy cho, ở bên ngoài nó có bán ngoài ra thỉnh đi. Thỉnh tượng ngoài không có linh, thỉnh thầy cho mới linh. Mà linh nữa là không tốn tiền, không biết không? Và có một sự việc này xảy ra. Là cô này đặc biệt, là con cái ngỗ nghịch vậy mà cổ về cổ nói nó hàn huyên. Chắc là trong này có người không tin. Không tin thì người ta nghĩ sao không tin? Vì làm gì ấm tấm cái tượng cái 5 triệu bạc mà tự nhiên gia đình làm ăn giàu có. Và tôi có thể tôi làm bao nhiêu tượng rồi mà vẫn chưa có, chưa có giàu có như vậy. Giàu có là cái phước báu của mình á, mình làm nó chưa đủ lúc để mà nó trổ ra. Thì cái phước báu của mình cộng với cái sự gia trì của Quan Âm, cộng với cái công đức cúng á, nó hội tụ nhiều nhân duyên á, thì nó sanh ra cái quả. Hiểu chỗ này không ạ? Đó. Có nhiều người kêu ồ nghe thầy Nhàn nói vậy, giờ mình về mình cúng thiệt nhiều, mình coi thử làm có trúng bánh không ta. Cuối cùng làm ăn không có gì hết, không trúng bánh cái sao? Thì mình nói là thầy Nhàn nói không đúng, công đức Phật nói không đúng. Không phải đâu, do cái nhân duyên của mình nó chưa hội tụ, và cái việc làm của mình, cái phước báu nó chưa đúng đúng thời để nó trổ quả. Nó phải gặp đúng thời đúng nhân duyên. Đó. Thì quý vị biết rằng những cái công đức mà ấn tống tượng Phật mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng đề xướng. Và lúc chúng tôi qua Hồng Kông là ngài như vậy là tặng cho chúng tôi băng tượng Phật, rồi máy niệm Phật. Một người nó cho đi có bao nhiêu, 7-8 kg, mà trên người như vậy là 45 kg, đeo 15 kg, xách 15 kg, kéo 15 kg. Đi ngang qua Hảo Quang mà ba người như vậy đó. Thì cuối cùng bị một người chặn lại, nó phạt 500 đô mà hên thầy đi tỉnh queo. Thầy vô mà cái mặt nó tỉnh nhưng mà nó nặng muốn chết luôn. Vừa thấy ở trên đó ấn tống như vậy, xong là chúng tôi về tạo tượng ra ấn tống tặng. Cho nên Phật nói chúng tôi tin. Không biết quý vị tin không? Chúng tôi tin lắm. Dạ. Thì thưa quý vị là nếu làm sự việc ấn tống băng tượng Phật kinh thì nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Chúng tôi mới kể cho quý vị nghe chuyện đó ha. Vâng. Công đức thứ hai, thường được các thần, tức là thiện thần, ủng hộ hết thảy tai nạn, ôn dịch, nước lửa, giặc cướp, đao binh, lao ngục đều chẳng bị hứng chịu. Chẳng bị hứng chịu. Thưa quý vị, khi có công đức này thì các vị thần theo để gia hộ cho mình. Vì Phật nói ra công đức này thì có thần theo để mà phát nguyện lo lắng, bảo trì, bảo hộ cho người ấn tống kinh tượng Phật. Thưa quý vị, riêng kinh Vô Lượng Thọ hôm nay chúng tôi làm, nói để quý vị tùy hỷ chứ không phải khoe, là 1.500.000 cuốn, tương đương với 20 tỷ. Nếu mà cái này đi xin Phật tử thì chắc lâu lắm, mà in ra bán thì nó càng lâu nữa. Mà chỉ có ai gia hộ? Chỉ có Phật gia hộ thôi. Mà Phật gia hộ thì mình phải làm cho đúng ngang. Đúng thì Phật mới gia hộ ngang, làm sai thì gặp nạn mà Phật không gia hộ. Mình thì nói ô mình làm mình biết, mình làm sai mình biết, phải không ạ? Mà ở ngoài mình mắt phàm không thấy, đưa tiền mình làm thôi không thấy, phải không ạ? Nhưng mà có bao nhiêu, có bao nhiêu con mắt của các vị thần nữa nè nhìn xuống. Rồi Phật ở dưới, ở bên Cực Lạc, ngài có được cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tức là ngài có được cái thần thông nhìn được khắp 10 phương pháp giới, không ạ? Ngài nhìn xuống ngài thấy mình làm hay không, ngài biết ngay. Mà có làm thì hiệu ứng có liền. Hiệu ứng đó là gì? Là người ta sẽ tin mình và mình sẽ làm mỗi ngày mỗi nhiều, mỗi ngày mỗi nhiều. Hôm nay chúng tôi không phải khoe mà kể cho quý vị nghe, riêng kinh Vô Lượng Thọ là chúng tôi ấn tống nhiều nhất. Hôm bữa đi lên núi Yên Tử đang lạy, ra ngoài Hà Nội giảng xong, chùa Ngồi Hà Đông giảng xong, lên núi Yên Tử cứ một bước một lạy lên trên núi Yên Tử cái chùa Đồng á, thì 20 mấy người cùng đi lạy. Rồi có cô đó, cô nói thầy bây giờ 20 mấy người làm 20 mấy số đi, ai bắt số 1 là giảng sanh trước. Rồi kêu bây giờ lạy lên tới đó đi rồi bóc ngang. Cái kêu dạ. Cô làm từ ở dưới chân núi lạy lên tới nơi xong rồi, quý vị biết sao không? Thầy bóc trúng số 1. Còn đó không bóc lại, bóc lại. Thì cái vụ bóc lại nữa. Tha thiết lạy mà.
Thầy kêu bốc trúng số 1 luôn. Thầy kêu vậy là thầy giảng sanh trước. Kêu thôi thầy từ từ, thầy đi sớm vì ai hộ niệm cho con. Bởi vì mấy bà già bà khoái thầy lắm, bởi vì bà ngáp ngáp là bà tìm à. Thầy cuối cùng quý vị biết không, lên tới núi Yên Tử rồi, xong rồi mới cầu nguyện. Để mà làm gì? Để mà ấn tống băng kinh tượng Phật. Thì một cái điều rất kỳ diệu, đó là gì quý vị biết không? Riêng cái đĩa chúng tôi làm đó, là thường xưa nay là cứ chép bằng tay, mua đĩa trắng về chép bằng tay á, mà chép xong hình thành là 7.000 tiền Việt Nam một cái. Nhưng mà không biết vì sao lại xong về gặp một cái công ty, họ nói rằng là đĩa dập này đó chỉ có 3.400 một cái. Ủa sao mà rẻ vậy, không biết cái đồ dởm hay đồ xịn đấy. Cuối cùng đem về không dập, đĩa nó dập đó. Nó có cái máy, họ mua một lần 15 tỷ một cái máy, họ dập một lần là cứ 10.000 dĩa một tuần, 10.000 dĩa một tuần. Thì quý vị biết 7.000 mà nó rui lui ngược lại là mình biết bao nhiêu lời rồi phải không ạ? Cho nên chúng tôi liên tục dập ra. Và chương trình đang dập như vậy là 5.000 bộ, một bộ như vậy là 20 đĩa. Thì cứ một đĩa như vậy là 3.000 mấy đó, thì chúng tôi quy định lại một hộp da như vậy là khoảng 100.000. Thì 5.000 là 500 triệu không ạ? 5.500 triệu. Thì tự nhiên có gia đình cô Kim Sanh Phước phát tâm ra cái bọc da đủ tiền là 200 triệu. Còn đĩa tự nhiên có người phát tâm đủ 500 triệu rồi quý vị. Là 5.000 bộ đó đó, là để Việt Nam là phát ngày mùng 8 Tết đầu năm, lì xì đầu năm là 3.000 bộ. Còn 1.000 bộ là chuyển sang Mỹ, còn 1.000 bộ chuyển sang Úc. Trong này ai xin ông giơ tay lên coi. Hồi nãy mà nói ai mua ông là không dám giơ. Mới hôm qua đi chung với chú Tịnh Đăng, nó làm thêm 5.000 nữa để chuyển sang châu Âu, là đĩa từ số 1 giảng vô lượng thọ cho đến số 13, cộng thêm cái đĩa kỷ niệm 5 năm Vu Lan, Vía Quan Âm vân vân, và đĩa hôm nay nữa. Hôm nay chắc có mặt quý vị luôn, đi khắp nơi trên thế giới nha. Và đĩa hôm nay nữa là làm 25 đĩa 5.000 bộ. Tâm mình rộng lượng thì gì? Đựng được nước nhiều. Cái lu á nó to thì sao? Đựng được nhiều nước. Cái hồ nó bự thì đựng được nhiều nước. Còn cái ly nó nhỏ vậy nè thì nó đựng ít nước phải không ạ? Cái nước đó là Phật ví dụ như là phước báu. Và nếu cái ly nước nhỏ này mà bỏ nấm muối vô thì sao? Mặn uống không được. Còn nếu mà cái lưu nước bỏ nấm muối thì sao? Pha loãng. Đồng ý chữ này không? Phật nói rất thực tế. Phật nói rất thực tế. Cái ly đó tượng trưng cho tâm ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, rít rắm, keo kiệt. Đó. Thì điều ác nó tới là lãnh đủ luôn 100%. Trời, Phật nói nghe tự nhiên thấy hứng ha. Còn nếu cái tâm của mình gì? Từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, làm nhiều điều thiện, in kinh ấn tấm, giúp người nghèo, rộng như cái lu nước. Nhớ cái lu ở Việt Nam không? To đó, bỏ nấm muối vô là điều ác tới pha loãng. Pha loãng là gì? Nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Thế gì? Accident, lồi não. Tông xe không? Ai tông xe không? Accident là tông xe, bữa nay qua học được câu đó. Có cái chú ở chùa á, mỗi chủ nhật cũng lên ông nghe giảng, đi Honda chở thêm bà vợ, xe từ ở trên nó chạy xuống ào ào ào, và gì, nó tông cái rầm, ông nhảy lột vô trong kiến, bể kiến luôn, ngồi không sao hết. Hỏi sao vậy? Lên chùa chủ nhật niệm Phật phóng sanh. Phải có thần hộ không? Phải có thần hộ không? Nếu không có thần hộ thì gì? Sanh cỏ rồi, ra mồ hoang nằm rồi. Nghe nè, chỉ có công đức đó mới bảo bọc được thôi. Còn tiền bạc là vô nhà thương rồi, bác sĩ bó tay. Cái bệnh của chị bây giờ lòi não mà chữa gì nữa, thôi mang về nhà đi. Phải không? Có tiền chữa được không? Cho nên cái tiền đó, cái phước báu đó nó ước lệ. Nhưng mà chúng sanh lại thấy nó quan trọng giữa khư khư, rút ra để mà phóng sanh,
ở Việt Nam có cô đó, cô rút ra 5.000 mà dính mà khi rút ra rồi phải gì xe nước miếng sợ nó dính hai tờ. Như nói cũng có trúng ý, sao cười quá. Là cái tâm đó làm sao? Cái tâm đó họ tưởng bỏ ra là mất rồi, bỏ ra là mất. Mà không có mất đâu à, bỏ ra không có mất. Đó. Cho nên chúng tôi mới nói cho quý vị là chúng tôi nói hôm nay nó có cái hồn như vậy nè, là để cho tượng Phật, cho kinh, cho tất cả mọi thứ, cho trong pháp hội chúng tôi không có phòng phát hành. Nhưng chỗ này quan trọng nè, chùa nào có phòng phát hành, chùa nào ấn tống tượng Phật, hoặc chùa nào có phòng phát hành rồi á, lấy kinh tế cho nhà chùa, chúng ta vẫn tùy hỷ. Hiểu chỗ này không? Chúng tôi vẫn cúng tiền để các vị thầy xây phòng vãng, xây cái phòng ấn cái phòng mà gọi là phát hành kinh sách á, là bán á, để mà có tiền kinh tế á, thì chúng tôi vẫn hoan hỷ, không chơi ba chạy chích, phải không ạ? Cái đó mới là cái người tu. Để làm gì? Để tâm chúng ta bình đẳng, không có chê bai chỉ trích, không nên nói xấu. 250 băng trở lại đây, chúng tôi không bao giờ dám đụng tên một vị thầy nào, không dám để mà mình gì, mình chỉ trích chê bai ai. Bởi vì tất cả mọi chúng sanh đều là Phật sẽ thành. Mà trong kinh Hoa Nghiêm 10 đại nguyện gương của Phổ Hiền nói rằng là gì? Là nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Đúng không? Mà xưng tán Như Lai đó là tất cả chúng sanh là Như Lai sẽ thành, mà là Phật sẽ thành, thì mình phải xưng tán cho không nên chơi bài chỉ trích. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không ạ? Thì như vậy cái công đức thứ hai, nói có vị thần theo hộ chúng ta, và vô nước vô lửa không cháy. Cách đây 3 tháng về trước chúng tôi đi sang Trung Quốc vì thỉnh tượng Phật về khu chiên tu. Và chúng tôi thấy cái tượng Phật bên Trung Quốc đẹp, đẹp cực kỳ. Một cái tượng Phật Di Đà bằng gỗ, gỗ thơm, cao chỉ có 2 mét thôi, mà 400 triệu. Thì chúng tôi qua đó để thỉnh về, thì có một điều kỳ diệu xảy ra. Một điều kỳ diệu xảy ra là ngay chỗ cái tượng Phật đó, cái chùa đó là chùa Hiển Thông, ngay chỗ cái tượng Phật mà Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát mà bên Trung Quốc gọi là cổ Phật, thường bên đó là xưng là cổ Phật thể hiện đó, mà ngài là vị cổ Phật không ạ? Trong Ngũ Bách Danh quý vị có nghe là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô cổ Phật thể hiện đó. Thì bên Trung Quốc thờ ngài là nam, mà nam trong chùa này lại mà là có râu nữa chứ, Đức Quan Âm á. Còn bên mình là nữ, mặc áo trắng phải không ạ? Mặc bạch y phải không ạ? Mà bên đó là cái chùa này là thờ ngài làm mặt ngồi, Quan Âm ngồi và người nam. Thì cho nên thành ra Đức Quan Âm Bồ Tát là ngài có 32 ứng hóa thân, là nam là nữ, là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Thì đặc biệt xung quanh cháy hết toàn bộ, mà ngay chỗ ngài ngồi không cháy, ngay chỗ Đức Quan Âm ngồi không cháy, còn một cái khảnh gỗ cũ là mấy chục năm về trước. Nhưng cái khoảng gỗ mà bên ngoài lề đó, ngoài viền á thì mới tinh luôn. Thì cái vị trụ trì mới chỉ rằng là rất là lạ, xung quanh đây là nổi lửa cháy hết, mà riêng cái điện Quan Âm, mình nói gọi là điện, riêng cái điện là chánh điện mà Quan Âm ngồi tại chỗ này mà lửa phực chỉ xung quanh không cháy, vì có thần hộ tượng. Nghe không? Thần hộ tượng. Nói thần hộ tượng, chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện này nữa. Chúng tôi nhiều chuyện dữ lắm. Nhiều chuyện mà nhiều chuyện Phật Pháp chứ không phải nhiều chuyện bà Tám nha. Biết bà Tám không? Bà Tám là nói chuyện đúng, chuyện sai, chuyện phải, chuyện trái. Bữa nào mà không nói là ăn cơm không ngon á. Thì thưa quý vị, cái vị này thờ Phật trong nhà. Nói đến đây để quý vị biết rằng trong nhà mình thờ Phật là có thần hộ Phật á, thần gia hộ trong nhà quý vị luôn. Thì thờ Phật mà thờ theo tín ngưỡng thôi, tin thôi, chứ không có được giảng kỹ như vậy. Không có được nghe cái công đức mà tạo tượng thờ Phật. Mình cho người ta tượng để về thờ cũng là công đức, mà mình thờ Phật trong nhà mình cũng là công đức tạo tượng đấy. Thì cuối cùng cũng thờ Phật lên, thì để cái phòng Phật trước nhà chỉ có thắp nhang rồi vái vái lạy lạy, chứ không, cũng không biết lạy làm sao, cũng không biết tụng kinh gì hết trơn á. Nghe người ta nói thờ Phật cho nhà ấm cúng, cũng thờ vậy thôi. Thì bữa đó ông ra bên ngân hàng lấy tiền, không biết có chuyện gì á, mà bên bớt Cali thì đủ dạng người. Nó có thôi miên, người Việt Nam thôi miên, lại dỗ cái vai nói
anh lấy tiền nhà băng đưa đây. Tự nhiên nó nói cái, tự nhiên cái thôi miên á, nó hốt cái hồn của ổng luôn. Và ổng làm theo, tự nhiên làm theo và lấy tiền ra hết đưa cho nó. Nó dỗ dai cái nữa, anh về nhà còn bao nhiêu đồ lấy ra luôn. Rồi sao? Ổng phải chở nó đi nha, ổng phải chở nó đi. Về tới nhà, nó kêu thôi vô lấy đi. Ổng ừ, ổng vô ổng lấy. Ông vô ông vừa mở cửa ra thấy tượng Phật, bởi vì bằng Phật cũng làm ở dưới. Vừa mở cửa ra thấy bằng Phật cái ông tỉnh. Hay không? Ông tỉnh luôn. Ông tỉnh tức là cái thôi miên đó nó tỉnh ra cái ổ sao mình lấy tiền cho người ta. Tức là nó tỉnh đến nỗi mà nhớ mình lấy tiền cho người ta luôn. Và nhớ mình đang vô để lấy đồ cho người ta nữa. Thì ông vừa tỉnh ra cái cầm điện thoại lên mà đã Phật gia hộ rồi, nó bình tĩnh vô cùng. Gặp mình là nếu mà lỡ cái gì tỉnh là chạy ra trả của cho tôi, trả của cho tôi. Nó chạy mất tiêu rồi. Phải không? Bình tĩnh là Phật gia hộ bốc điện thoại lên. Alo, Bolic, hiện tại có người đang lấy của đứng trước nhà tôi, số nhà bao nhiêu? Ngồi trong uống nước trà, Bolic tự bắt. Mang vô hỏi phải không? Ông kêu nó đúng rồi. Ông biết mày biết sao mà tao bắt mày được không? Có Phật tao bắt mày được. Bây giờ ông kêu chù Phật linh dữ nghe. Phật linh dữ. Lúc trước Phật không có linh. Bây giờ chưa giúp cho mình được á, chưa thấy hiện sinh sự thực vậy đó. Hôm qua ông kể mà ông rơi nước mắt. Hôm bữa qua Cali giảng ở chùa Diệu Quang, chúng tôi hình như là cùng nghĩ tần số, những người có làm những chuyện in ấn tống tượng Phật, làm những chuyện tốt, cho nên thành ra người ta cứ đem đến cho mình những mẫu chuyện mà cách đây 2 năm mà vẫn hôm nay còn nhớ trong đầu để kể cho quý vị nghe, để quý vị có niềm tin. Cho nên chúng tôi giảng pháp mà đi sâu vô giáo lý quá, quý vị nghe không nổi, nổ đầu óc nó bung chịu không nổi, mà phải kể những mẫu chuyện hiện sinh dẫn chứng thực tế để quý vị tin. Tin rồi để làm chứ không phải tin rồi để đó. Trời ơi, thầy nhà ông giảng hay quá, vui quá, hỏi hay sao quên hết rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì mình không có tập trung và mình không có chịu làm. Mình chịu làm là thành công, được chưa? À, chúng tôi giảng là không có soạn trước, nhưng mà tự nhiên đến lúc này Phật gia hộ sao chúng tôi kể cho quý vị nghe thế đó ha. Giờ lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nữa nè. À, cái này là trong sách nói, sách sử để lại, chứ không phải là mẫu chuyện thực tế. Nhưng mà sách sử thì trong kinh để thì không sai. Có một bà cụ đó hàng ngày in cái cuốn niệm Phật công đức không? Biết cái công cứ niệm Phật không? Một cái hoa sen thiệt lớn ở trong có nhiều cánh sen á. Cứ niệm 10 lần người ta chấm chấm á, biết không? Mà chấm hết cái cánh sen trong đó thì mình đếm bao nhiêu cánh sen là mình nhân lên là bao nhiêu câu niệm Phật. Thì bà cụ này chuyên môn in những cái cuốn này đem đi tặng cho người ta, cho người ta niệm Phật. Và nhất là những đứa nhỏ đó, mà nếu mà chấm được nhiều á, mà chấm nhanh mang tới thì bà cho tiền nữa. Nhưng mà có nhiều đứa nhỏ nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chưa đủ, nó chấm mà nó đưa cho bà. Bà kêu chấm có đủ không? Nó kêu đủ rồi. Bà kêu nói láo là phù mỏ nghe. Mà sợ, nó sợ quá, nó kêu con nói láo thôi để con chấm cho đủ. Vậy mà bà chỉ mọi người chấm. Thì bà sở dĩ bà cụ này bà chỉ mọi người chấm là bà có chấm, bà có niệm Phật. Chứ bà nói ra nó có cái hồn. Cũng như chúng tôi có ấn tống băng kinh tượng Phật phóng sanh á, nãy nói ra có hồn không? Nãy giờ nó nghe có hồn không? Cái hồn nghĩa là gì? Cái hồn nghĩa là cái xác quyết niềm tin trong đó. Và có được cái sự mầu nhiệm mà chúng ta không có nói cái bản thân mình ra. Mình nói ra sợ người ta nói mình khoe khoang khốt lác, cho nó vi diệu lắm. Bởi vì Phật nói mà mình làm đúng là nó vi diệu. Thì bà cụ này đặc biệt, khi bà mất thì cái thời bên Trung Quốc là chết mà phải nói chết đói quá cỡ luôn. Chỉ có lấy mấy múc á, nó đào cái lỗ xong bắt đầu nó cào người xong nó lắp lại thôi. Chứ không có chiếu mà chôn nữa, không có chiếc chiếu mà chôn. Mà đặc biệt cái bà cụ này khi lắp xuống rồi, rồi bắt đầu lắp thêm một mớ người nữa đó, rồi lắp thêm một mớ người nữa, thì bà cứ trồi lên, bà trồi lên. Mà cái hố này sâu lắm, cứ lắp xuống là bà trồi lên, lắp xuống bà trồi lên. Bà cụ này trồi lên cho đến khi người ngang với mặt hố, chuẩn bị người ta lắp đất lại đó, gần ngang với mặt hố vẫn thấy cái xác của bà trồi.
Ông tài xế ông kêu lạ cái ông máy Úc này, cái máy múc này, ông nói lạ cái bà này sao, cái hình dạng cái bà này sao mà cứ lấp rồi bà cứ trồi lên miết vậy ta, mà lấp người xuống sao trồi lên, mà cứ lấp là trồi, lấp là trồi. Và người ta thì máu me đồ chảy như vậy đó, mà bà sao nhìn thấy lầm lặng quá. Và cái ông này ông lấy làm lạ, không chạy máy nữa, xuống. Và nhìn bà này thấy mặt mày rất là tươi tỉnh đẹp. Cái ô hiện tượng gì xảy ra vậy? Và thò tay vô trong túi bà, móc ra thấy cái niệm Phật công cứ. Dễ sợ không? Cái cuốn niệm Phật công cứ á, bởi vì có cái tượng Phật trong đó mà, hiểu không ạ? Tức là tất cả mỗi bông sen đó là có cái tượng Phật trong đó, và cái cuốn đó có cái tượng Phật, cho nên mỗi lần mà cái tượng Phật và cái cuốn đó ở trong người nào mà người đó trân quý, cung kính, có cảm á, thì có Phật để hộ và có thần để hộ. Nghe chỗ này không? Và bà này tự nhiên sao tươi tỉnh. Ông này ông mới lấy một cái chỗ đó trên cái xe, ông có chiếc chiếu, ông quấn lại, ông đào một cái chỗ nghiêm túc, ông chôn riêng bà này. Mà chúng tôi tin điều này, bởi vì trong kinh nói mà, có thần để hộ cho người đó, vì người đó có niệm Phật, vì người đó có trong túi để bên cạnh cho mình, trên người mình có tượng Phật trong đó, mà tâm mình thành kính thì có Phật gia hộ. Nhưng nếu trong người đó không có dây Phật đeo, không có cuốn niệm Phật công cứ, không có tượng Phật trong người, mà người đó tâm người ta thành, người ta tưởng Phật, người ta niệm Phật, thì cũng có Phật theo gia hộ. Nhớ chỗ này không? Cho nên chúng ta biết rằng là tin Phật thì có Phật, mà tin ma thì có ma, tin gì thì có đó, mà không tin thì không có. Hả không ạ? À? Đó. Cho nên thành ra là cái niềm tin chúng ta nó quan trọng. Công đức thứ tư là dạ xoa ác quỷ chẳng thể xâm phạm, rắn độc cột đói chẳng làm hại được. Sướng không? Cái công đức này là bảo bọc thân mạng của mình. Cột không có ăn mình. Chúng tôi kể cho quý vị nghe, có một vị sư Giác Nhàn tên là Giác Nhàn, còn sư này tên là Giác Ấm. Vị này có gia đình mới đi xuất gia, 4-5 đứa con. Lúc đó Giác Nhàn nhớ xuất gia là vị này cũng 50-60 tuổi. Thì sau một thời gian Giác Nhàn lên Đà Lạt tu, thì vị này có cái nguyện vô núi tu, mà đi xa vô trong núi. Mà cái vị này đặc biệt là thích in kinh ấn tống cho người khác. Vô ông đang ngồi trong một cái hốc đá mà đi sâu vô bên trong lắm. Bên Ban Mê Thuộc là rừng dữ lắm, mà rừng là cột dữ lắm. Thì sư này mới ngồi, sư Giác Ấm này mới ngồi trong cái hốc đá. Con cột nó lại, nó ngồi ngay cửa, nó chảy nước dãi. Ông nhìn ra ông thấy cái nữa là đói mà nó đói chảy nước dãi, mà nó nhìn nó thấy ông, biết nó suy nghĩ cái kiểu gì mà nó không ăn. Nó đang đói chảy nước dãi là biết nó đói dữ lắm rồi, không có mồi á. Ổng thì nó chỉ có vồ một cái là nó sơi thôi. Ông ngồi đó ông niệm A Di Đà Phật. Ông kêu là nếu con, ông xưng bằng con cũng sợ quá rồi, ông xưng bằng tôi nữa. Ông nếu con có duyên với ông thì ông cứ việc quan hỷ đi chỗ khác để tôi bỏ tôi để tôi đi. Còn nếu mà không có duyên á ha, mà tôi gặp ác duyên với ông á, thì ông cứ sơi tôi đi, cứ ăn tôi đi. Nói như vậy xong biết nó làm gì không? Nó liếm mép nước bọt nó chảy ra, liếm mép nó trợn, nó nhìn ổng, nó phóng cái dèo đi luôn. Cái này là câu chuyện người thiệt việc thiệt, sư Giác Ấm này về kể lại. Giác Nhàn mới nói là đặt cho thầy là gọi là Giác Ấm phục hổ. Phục tức là hàng phục nó. Mình đủ sức lực để chống lại không? Đủ không? Không. Mà nhờ công đức in kinh mà cảm hóa loài hổ, loài beo, loài rắn độc đều phục hết, nó hàng phục luôn. Quý vị lúc đó có tiền đưa cho nó có thể tha mình không? Mình có sức mạnh mình chống chọi nó lại không? Mà chỉ có công đức gọi là phục hổ. Cho nên thành ra Phật nói rằng là gì? Là gặp những cọp nè, cọp đang đói nè, cọp đói nè, rồi quỷ nữa nè, không thể xâm phạm. Vì sao? Vì khi mình có đức thì quỷ thần phải kinh, gọi là đức trọng quỷ thần kinh, đúng không ạ? Trọng là nặng,
là nhiều. Khi mình có đức nhiều thì quỷ thần sẽ cung kính mình và kinh sợ mình. Bởi vì quỷ thần nhìn thấy cái đức đó tỏa ra từ cái năng lượng từ trường, cái ánh sáng của mình đó, họ nhìn họ thấy. Thưa quý vị, chúng tôi nói đến cái chuyện mà mẹ chúng tôi, mà các vị mà gọi rằng là gần như là biến dạng thành quỷ rồi đó, ở trong nhà mà nhờ bà cụ niệm Phật, với lại là mẹ ruột chắc ngàn á, nhờ niệm Phật mà quỷ thần không bóp cổ, đêm nào nằm cũng thấy bóp cổ, và cái hương linh nó re nhe nanh ra, cái nanh á, nanh là răng nó dài, nó ne ve ne ra ve ra, và gì, và đêm nào cũng bóp cổ bà cụ hết, đè bà cụ không cho bà cụ ngủ. Thì mấy lần đầu bà cụ chưa có báo với giác nhàn là cầm dao quá, với cầm rựa, khi mà nó bung ra được mà dãy họ bung ra, cứ cầm dao quơ tùm lum mà cái chúng ai đâu, cái thấy đâu mà quơ. Cuối cùng giác nhàn kêu cụ niệm Quan Âm đi, cụ niệm Quan Âm, cụ tụng kinh đi, và cụ cúng dường để mà làm tượng đi. Thì cụ niệm, bà cụ niệm Quan Âm thì người ta đè, mà thay vì đè thường là đè phải ngộp thở rồi họ mới thả, như cái thọ mạng mình còn, họ chưa mình đè mình chết được hay sao. Rồi sau đó đè mình ít hơn chút, sau ít hơn chút, bà cụ bả niệm Quan Âm trước khi ngủ, bả ngồi bả niệm, bởi vì sợ đè mà, cho nên bả niệm lần lần, họ đi ra khỏi cửa họ kêu má má, mở cửa không thấy ai, thì cuối cùng ra khỏi cửa luôn. Thì bà cụ là thường để cái ống heo á, cái con heo đất bên Việt Nam á, biết không, bà đi bán bánh hỏi về, bà cụ là bán bánh hỏi là 40 năm á, bánh hỏi chay á, thì bà lấy tiền bà bỏ vô trong cái con heo đất đó, lấy tiền bỏ vô con heo đất đó lên để cúng cho Tịnh Xá Ngọc Quang, là Tịnh Xá mà chúng tôi đi tu để xây tượng. Và lúc đó ông cụ ông cũng chưa có hiểu đạo, chúng tôi mới đi tu, và hai ông bà cụ làm bánh hỏi 1 giờ khuya dậy làm bánh hỏi rất là cực, cho nên giác nhàn là sanh vô cái gia đình ở thiếu phước, mà không có ngờ, không có ngờ rằng là mình được đi các nước mà mình có cái đạo tràng như vậy, mà nhờ niệm Phật. Chứ nếu mà ở nhà mà giờ đây mà lập gia đình, đố mà qua đây mà ngồi vậy được. Cuối cùng bà cụ để cái tiền vô ống heo, không biết không, để tiền vô ống heo. Ông cụ hỏi cái gì vậy, kêu để tiền ống heo để cúng dường trên chùa để xây tượng. Ông nói trời ơi, tôi với bà khổ cực, bởi vì ông cụ lúc đó chưa hiểu đạo, tôi với bà 1 giờ khuya làm bánh hỏi khổ cực mà mang lên cho mấy thằng thầy chùa đó làm chi vậy. mà con mình cũng thầy chùa nó mới chết chứ. Ông cụ, bà cụ mới nói ông đừng nói vậy, mang tội chết đi đó. Ông bực quá ông nói vậy, mà cuối cùng ông nói vậy cho nên ông cũng làm thầy chùa, ông cũng đi tu luôn. Vì nói chuyện mà nói xấu thầy chùa là làm thầy chùa luôn, cái chủng tử thầy chùa ở trong sao không biết. Ông cụ cũng đi tu luôn. Từ cái chuyện mà để từng đồng từng cắt, giác nhàn nhớ là tiền Việt Nam 2.000, 5.000, 1.500 á, bỏ vô con heo á, mang lên cúng xây tượng. Vậy mà từ từ lần lần cái bà cụ đi tu luôn. Rồi ông cụ bị bệnh suy tỷ, tưởng là 3 tháng nữa chết, giác nhàn đem qua lo cho ông cụ phóng sanh niệm Phật. Cái từ 73 tuổi ông sống đến 82 tuổi ông đi nhẹ nhàng luôn. Rồi cái gì nữa quý vị? Rồi từ cái đó xong ấy, là bà cụ mẹ thầy hồi hướng đứa em thầy, trời, nó đi bộ đội về nó muốn lấy súng bắn ai nó bắn á, khiếp khủng. Vậy mà cuối cùng nó cũng đi tu luôn. Còn lại ông anh kề của thầy lúc trước là thôi, ông ngổ nghịch, ông không có nghe lời ông bà cụ, mà ông bà cụ rất buồn về ông anh đầu của ông anh kề của thầy. Ông rất là ngổ nghịch, mà ông sanh ra đứa con nó còn hơn ông nữa. Trời, nó quậy, nó mới có 9-10 tuổi mà nó leo rào, nó đi chơi quá chừng luôn. Và gần như là 14-15 tuổi là chuẩn bị chích xì ke rồi. Sợ quá rồi, bây giờ phải lo tu thôi, phải lo ăn chay thôi. Mà ông nhậu dữ lắm, ông ăn chay, ông niệm Phật riết xong cái đứa cháu thầy cũng đi tu luôn. Mình tu rồi Phật không có bỏ đâu, chỉ có mình bỏ Phật thôi chứ Phật không có bỏ mình. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường mở cửa Phật A Di Đà, thiên đường là cực lạc, mở cửa Phật A Di Đà duỗi tay phóng ánh ngọc hào quang để đưa mình về cực lạc. Nó không, con không về đâu, con không về đâu, bởi vì mình không có chịu làm đúng công đức này mà sao Phật rước được. Rồi gì, địa ngục vô môn là địa ngục không mở cửa, mà gì, hữu khách tầm. Câu này hay quá, tiếng Hán sao mà nó nghe nó hay thế không.
địa ngục không mở cửa mà chúng sanh đi tìm vô. Vì sao đi tìm vô? Vì kiếp này đang hiện sinh là tham sân si ganh tị, cho nên thành ra cửa địa ngục sẽ đón chào chúng ta. Thứ sáu, chí tâm phụng pháp, dẫu không mong cầu tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa mục, phước thọ dài lâu. Nghe công đức này chưa? Chí tâm phụng pháp nghĩa là người ấn tống băng đĩa kinh tượng Phật, dầu cho người đó bất kính với Tam Bảo, không tin thầy, không tin Phật, nhưng mà tin pháp. Tin pháp là in ấn tượng Phật, là một pháp cụ, là một pháp khí, và in ấn kinh để người ta tụng, thì người này sẽ gì? Người này sẽ tâm phụng sự cho Phật pháp. Có nhiều người, người ta không thích quý thầy, rồi cũng không thích chùa, không thích Phật, vậy mà người ta in kinh, in tượng Phật. Không thích Phật nghĩa là không thích lạy Phật, không thích đến để niệm Phật. Vậy mà người ta cứ thích thói quen á, người ta làm cái chuyện là in ấn tụng tượng Phật. Thì một thời gian sau, cái tâm của họ, chí đây là cao tột, đại thế chí là vĩ đại lớn và cao tột, gọi là chí, chí là cao tột á. Cao tột, cái tâm người ta cao tột và phụng sự cho Phật pháp, gọi là phụng pháp. Nó viết tắt là phụng pháp, là phụng sự cho Phật pháp. Nhờ cái công đức in ấn tống tượng Phật mà quay lại. Cho nên quan trọng chỗ này, hỷ bán Phật thì có pháp cứu, hỷ bán tăng thì có pháp cứu, mà hủy bán pháp là vô phương cứu chữa. Hỷ ấn pháp sao mình tu nữa? Không tin niệm Phật, không tin kinh của Phật thì làm sao mình tu được? Mình tin rồi mình mới biết mình tu chứ. Thì như vậy là coi vô phương cứu chữa. Ví dụ người ta hỷ bán Phật là nghe nói, bởi vì do người ta không hiểu, nghe nói Đức Quan Âm linh lắm, mua giấy số vô cầu cái trúng giấy số, mua giấy số hoài cầu không trúng, cái kêu Phật này không linh, hỷ bán Phật. Nhìn thấy vị tăng sơ sót một điều gì đó, hoặc giả có những cái lỗi gì đó để nói xấu sùm ở trơn, có cái cô đó cái miệng của cổ thôi đúng không để liền da non, thì chuyên môn đi tìm mấy cái chuyện của mấy ông thầy mấy sư cô mà nói xấu vậy đó ngang, nói xấu thầy ngang, mà nói xấu thầy gọi là phá hòa hiệp tăng, mà phá hòa hiệp tăng là đọa địa ngục. Mà a tỳ, a là không tỳ, là không có thời gian ra, gọi là vô gián luôn, gọi là phá hòa hiệp tăng. Ví dụ người ta đang tôn kính một vị tăng đó mà mình nói xấu một vị tăng đó rồi, làm người ta bất kính, tội mình gấp đôi luôn, gọi là phá hòa hiệp tăng. Mà cái tình trạng này chúng tôi thấy đôi khi Phật tử bây giờ nói xấu tăng này, nói xấu ni này, giữa Phật tử nói xấu với nhau, rồi đọa chết nha quý vị nha. Đọa ở ngoài đời đôi khi không có vô chùa tu thì không sao, không thấy chuyện này nha, mà vô rồi coi chừng đọa hơn là không vô nữa, bởi vì không ai chỉ cho mình tu. Bữa nay thấy rồi như không thấy, nghe như không nghe, mà chỉ gì chỉ mong thấy Phật Di Đà, chỉ mong thấy để chỉ nghe câu A Di Đà Phật. Còn mình không mong thấy Phật, không nghe tiếng niệm Phật, mà chỉ mong thấy phiền não, thấy lỗi xấu người ta, thì nó đến với mình đó nha. Nó đến với mình á. Vì mong gì được đó mà, tâm tưởng sự thanh mà. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sự việc mà mình ấn tống băng kinh tượng Phật đều có những cái công đức mà mình phụng sự. Nếu mình hỷ bán tăng mà còn niệm Phật, còn tu hành, còn sám hối, còn tu, thời gian cái tâm sám hối tu đó, nó quật khởi lại và khởi được niềm tin, tin tăng và tin Phật luôn. Pháp là cái nhịp cầu giao nối. Nhớ chỗ này không ạ? Cho nên thành ra Phật khi Ngài nhập diệt là Ngài nói sao? Tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. A-di-đà Phật là chánh pháp, Kinh Vô Lượng Thọ là chánh pháp, Kinh Pháp Hoa là chánh pháp, Kinh Dược Sư là chánh pháp, và Tam Tạng Kinh Điển hay gọi là 84,000 pháp môn là chánh pháp. Nhưng chọn một pháp trong 84,000 pháp môn đó bạn tu thì bạn sẽ nhanh thành công. Còn hôm nay bạn tu pháp này, mai bạn tu pháp nọ, gọi là sen tạp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói, nếu sen tạp thì lâu thành tựu, mà duyên nhất một môn, gọi là không sen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn, thì bạn sẽ mau thành công. Ngoài đời người ta nói một nghề cho chính còn hơn chín nghề, nhất nghề tinh, nhất thân vinh, đúng không ạ? Vậy Phật nói sao? 1000 năm đầu giới luật thành tựu, tức là 1000 năm đầu là Phật chế ra giới luật. Tỳ kheo có 250 giới, Tỳ kheo ni có 348 giới, Phật tử có 5 giới, Sa di, lục nghi 10 giới, và có thêm nữa 10 giới.
10 giáo trọng Bồ Tát giới, 10 giáo trọng 48 giới khinh. Thì như vậy Phật 1000 năm đầu chế giới, 1000 năm sau là các vị thiền sư tu thiền chứng định, chứng vô đại định để thâu thần tịch diệt rất nhiều, gọi là 1000 năm sau thiền định được thành tựu. Cái này trong kinh ngang, lúc chúng tôi học trong trường Phật học có coi được cái đoạn kinh này. Và 10000 năm sau tịnh độ được thành tựu. Phật lịch hôm nay là 2556, tức là đã qua khỏi 2000 năm 556 năm rồi phải không ạ? Từ 556 năm cho đến 10000 năm sau ai tu tịnh độ là thành tựu. Vì Phật thấy cái căn cơ mà qua khỏi 2000 năm là căn cơ hạ liệt, cho nên thành ra phải cần tu pháp môn tịnh độ. Cho nên ngài Ấn Quang Đại Sư có nói trong Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục này nè, ngài nói sao? Trong thời mạt pháp này ức ức người tu hành rất khó thành tựu, duy chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật rất dễ thành tựu. Chỉ trong một đời này mở mắt thấy Phật, gọi là bất thối thành Phật, về Tây Phương là không còn thối chuyển nữa. Cho nên vậy, cho nên ngài triệt ngộ thiền sư. Thiền sư là ngài đã triệt ngộ, là vị tổ thứ 11 gọi là triệt ngộ thiền sư. Ngài nói sao? Thật vì sanh tử phát lầm bồ đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Ngài là vị thiền sư đã chứng được đại định triệt ngộ, tự ngài ra đi, muốn chết lúc nào chết, muốn ra đi lúc nào ra đi. Thế mà ngài cũng nói gì? Ngài cũng nói thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, vì chuyện sanh tử là sự thật và đây là việc lớn, nên phát lòng bồ đề dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu Phật, về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà thì hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát là bạn lữ. Nghe nghe đoạn kinh này quen quen không? Còn ở cõi này, còn ở cõi này mà ngộ tánh vô sanh khó như là cây cột đồng mà tha dầu, trèo lên tuột xuống khó lắm. Tuy nhiên có những vị tổ như ngài Triệu Châu, phải không ạ? Nhưng vị tổ đã có căn cơ như Đạt Ma Tổ Sư, ngài là một vị lâm tượng trong thiền tâm, bất lập văn tự, giác ngoại biểu trì, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là các vị này là lâm tượng rồi, mình không bì kịp. Còn căn cơ giác nhàn như quý vị ha, vô không nổi, bị gì cao quá, tự lực đi bằng con đường trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật nó khó. Mà chúng tôi khuyên quý vị là nương danh hiệu A Di Đà Phật, là đi vào con đường diệu hữu. Hữu đó là bộ kinh Vô Lượng Thọ, danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó là quả giác của Phật A Di Đà đã tu thành rồi. Mà giờ đây chúng sanh á, mà tu y như Đức Phật A Di Đà và thành một cái cảnh giới, và thành lập một cái cảnh giới như Đức Phật A Di Đà là lâu lắm, và mình không đủ trình độ để tu như vậy. Mà Phật A Di Đà hồi hướng bao nhiêu công đức trong danh hiệu để chúng sanh lấy cái quả giác là danh hiệu A Di Đà Phật đó làm cái nhân địa để mình tu, thì rất mau thành tựu. Vì bạn lấy gạo nấu thì sẽ thành cơm, bạn lấy cát không bao giờ nấu thành cơm. Trong kinh Lăng Nghiêm nói gạo đó là gì? Là danh hiệu A Di Đà Phật. Cát đó là gì? Là vọng tưởng của mình trở về chân tâm, coi chừng đầu mọc thêm đầu. Thiền tâm nói hơi căng thẳng ha, hơi khó vô cái vụ này đó nha. Lâu lâu chúng tôi cũng nói đến cái công đức bất khả tư nghì, nó cao tột để những người có trình độ, những người có tu tập để người ta thấu triệt cái chỗ này. Hồi trước chúng tôi cũng vô thiền viện Trúc Lâm, ngồi 2 tiếng đồng hồ ở mấy năm mà Hòa Thượng Thanh Từ nói như chớp sáng của đêm 30, kêu lâu quá, bị bao tử một cái đi ra bên ngoài. Ra ngoài á, Hà Nội vô chùa Hương gặp Hòa Thượng Viên Thành, bây giờ ngài tịch rồi đó, các vị lạc ma về để truyền mật tông, rồi ngài truyền ấn chú quyết, rồi cuối cùng cũng không vô nổi. Mình không vô nổi. Cũng như Hòa Thượng Tịnh Không này, gặp ngài Trương Gia Đại Sư là một trong 5 vị lâm tượng bên mật tông Trung Quốc, mà ngài cũng kêu là mật tông rất khó chứ không phải dễ. Không phải là mình có cửa để đi vào, mà mình chỉ gì? Mà mình chỉ chuyên nhất vào tịnh độ thì dễ thành tựu. Nói như vậy không phải mình chê bai, bác bỏ về thiền hoặc là mật tông hoặc các pháp môn khác. Những pháp môn đó là điều cổ Phật hết. Mà hôm nay chúng tôi nói cho quý vị biết rằng là pháp môn tịnh độ nó dễ để công phu, có Phật lực gia trì, hiểu không nào? Đó, cho nên ngài triệt ngộ mới nói là đốn ngộ tuy bằng Phật mà nhiều đời tập khí sâu. Đốn ngộ là mình nhận được cái lý tánh, thể tánh mình là bằng Phật rồi, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu mình phải trả nợ, trả nghiệp của quá khứ từ từ, gọi là tiệm tu, gọi là đốn ngộ rồi mình phải tiệm tu. Cái danh từ chuyên môn nha, bây giờ lắng nghe cho kỹ nè.
Cũng như Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, Ngài phải trả nghiệp, đó là một ghẻ mặt người trên bắp đùi, phải không ạ? Từ bi thị xám, đúng không ạ? Ngài sau khi Ngài trả được rồi á, là do giết trợ chiều thố ở chợ Đông Ba. Sau khi trả được rồi, Ngài viết ra cái cuốn Từ Bi Thị Xám, nên sám hối để mà tội lỗi được tiêu tan, thì phải trả nghiệp từ từ. Ngài Mục Kiền Liên đắc A-La-Hán còn phải bị Ngộ Đạo đánh chết. Nhưng pháp môn Tịnh Độ đốn ngộ tí bằng Phật, nhưng tiệm tu liền một lúc, gọi là đốn tiệm xong vận, niệm A Di Đà Phật lâu ngày, ngộ được tự tánh Di Đà với tâm Tịnh Độ bằng với thiền tâm ngó, đó là ngộ bản lai diện mục. Và một câu A Di Đà Phật tiêu 80 kiếp trọng tội sanh tử, gọi là tiệm tu. Và khi về tới Tây Phương Cực Lạc, không phải trả mà tự tiêu. Hình như nói sâu vô giáo lý hình như là hơi căng thẳng á nha. Bây giờ kể chị nghe đi. Nhưng mà phải để cho quý vị làm quen, phải làm quen với những danh từ này và những ý niệm này. Cho chúng tôi nói những này, chỗ này là cái người nó cảm xúc dữ lắm. Cảm xúc bởi vì có người để nói, có đối tượng để nói, và đối tượng này nó cũng hình như họ cũng hợp với tần số mình, cho nên sáng nay họ đến đây. Nếu mà không hợp với tần số chắc không đến chi, phải không ạ? Dán bản, dán thông báo. Dán bản, dán thông báo cả tháng này mà cả Sydney đông biết bao nhiêu, hơn bao nhiêu đây, phải không ạ? Biết bao nhiêu người Việt Nam qua Sydney mà bữa nay được nhiêu đây, cũng là hên lắm rồi. Chứ không thôi cũng le que mấy mạng thôi, cũng ngán chết. Cũng có nhân duyên ha. Cho nên mới nói rằng có duyên ngàn dặm cũng gần, mà vô duyên đối diện muôn trùng cách xa. Hữu duyên thiên lý nan tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có duyên từ Việt Nam cũng đến Sydney. Mà không có duyên thì thầy nhàn đến Sydney thì mình cũng bye bye, không gặp luôn. Cho nên thành ra Ngài Đại Thế Chí nói làm sao? Ngài Đại Thế Chí nói, nếu một người chuyên nhớ, nếu một người chuyên quên, nghe ngay chỗ này nha, trong kinh Lăng Nghiêm nói nha, một người chuyên nhớ người A không nhớ người B, thì dầu cho hai người gặp mặt nhau thì cái người không nhớ đó cũng không thấy. Còn nếu một người chuyên nhớ là người B, người A cũng chuyên nhớ, ví dụ như là mình nhớ ông chồng mình quá, chuẩn bị đám cưới rồi, còn khoảng tuần nữa là lên xe hoa về nhà cưới, à, về nhà chồng chứ ha. Tức là chuyên nhớ hai người chuẩn bị đám cưới hoặc là gặp nhau là do ông chồng mình bảo lãnh mình từ bên Việt Nam qua, mà không biết cái số phận mình nó đen, cái phỏng vấn là rớt, phỏng vấn là lớp giấy tờ nó gạt ra, thay vì người ta 2 năm mà mình đã cho 7 năm rồi, bây giờ nhớ quá rồi, thì hai người nhớ miết thì gặp nhau không? Gặp nhau. Cũng vậy, nếu ai chuyên nhớ Phật, mà Phật thì luôn luôn nhớ chúng sanh, đúng không ạ? Phật luôn luôn nhớ chúng sanh, coi chúng sanh như là con đỏ, tức là con mới sanh ra thương lắm. Nhưng mà chúng sanh không nhớ Phật, dầu cho Phật đứng trước mặt cũng không gặp. Có bà cụ mẹ dắt nhang mỗi sáng lạy Phật, lúc ở trên chùa không phải ở khu chuyên tu. Ô, bà cụ tha thiết, mà 80 tuổi, năm ngoái là 79 tuổi, mà một ngày 12 tiếng bà không bỏ một thời nha. Mà bà lạy xuống xong bà ngửa lên, bà thấy Phật Di Đà đứng giơ tay. Mà Phật Di Đà là hào quang vàng, bà cụ nó vàng chặt ra. Mà bao nhiêu lâu nay lại không thấy, bởi vì cái nhớ của mình nó chưa đủ đô, nó chưa đủ cái sức để mà cảm với Phật, cho nên bà không thấy. Mà sao bây giờ bà lạy xuống bà thấy, bà kêu A Di Đà Phật, mừng quá. Chừng nào Phật rước con vậy? Cái mà hỏi chừng nào đó đó là tâm mình còn cái khoảng cách đó, chứ không phải là con đi theo Phật liền nè, thì chắc là Phật rước luôn quá. Chứ là thấy thôi chứ chưa đủ công đức để về, cho nên tâm nó còn nghi là chừng nào rước, là có khoảng cách ra, cho nên thành ra Phật biến mất, Phật đi luôn. Cho nên Ngài Đại Thế Chí mới nói đó, một bên chuyên nhớ mà cái nhớ của mình, cái tần số nó còn yếu ớt lắm, nó chưa có đủ đô, nó chưa có đủ đô. Đó, cũng như ông Khổng Tử đó,
mẹ nhớ Khổng Tử quá rồi, thì bà muốn nhớ cho thiệt nhiều, bà cắn cái tay cho chảy máu ra cho thiệt đau, cho thiệt nhớ. Tự nhiên ông nhảy mũi, ông nhớ cái về thăm mẹ. Cái nhớ nó đến một cái nồng độ mà cao á, thì cái tần số nó giao thoa với nhau rất là khoa học. Nhà quý vị có tivi mở lên thì đài đó, cái sóng của đài quý vị thấy không, đài VTV3, VTV1 á, hoặc giả bên này có những cái đài á của người Úc đồ, cái sóng quý vị không thấy nhưng mà mở tivi lên là thấy. Như vậy trong không gian này có rất nhiều làn sóng, nhưng mà không thấy, mà mở trúng tần số đó là nó sẽ lên. Trong không gian này có sóng cổ địa ngục, sóng cổ ngạ quỷ, sóng cổ súc sanh, sóng cổ thanh văn, sóng cổ duyên giác, sóng cổ Bồ Tát, sóng cổ người, sóng cổ trời, sóng cổ Phật. Thì mình bật cái tần số sóng nào lên thì mình sẽ gặp tần số sóng đó. Giờ kể tần số sóng nghe nè. Con bé đó nó hợp với cái tần số sóng treo cổ. Nó nói má, bạn của con á má, là thân với con mới quen anh chàng này, mới có 17 tuổi, 17, 18, chưa học lớp 10, 11 gì đó, 12 gì đó, mà thương một cái anh chàng đó. Anh chuẩn bị anh mở một cái công việc làm ăn á, má đưa cho anh 300 triệu đi, con tin lắm, không sao con bảo lãnh cho. Hỏi con lấy cái gì bảo lãnh, anh kêu lấy cái thân mạng con ra bảo lãnh cho. Nó lấy thân mạng. Cuối cùng không cho nó thì nó lấy cái thân mạng đó, nó hủy diệt luôn. Thì cuối cùng là má nó không bằng lòng, kêu con ơi, tiền mình làm mồ hôi nước mắt rất cực khổ, mà sao tự nhiên con lấy con đưa cho cái anh đó, mình sao mà tin, nếu có vợ có chồng với nhau á thì còn được, bây giờ mới quen mình đưa nó họ đi. Kêu má không tin con hả, kêu má tin con mà má chưa tin ông đó, kêu con tin ông đó thì má phải tin con chứ. Công nhận con bây giờ nó lý luận khôn lắm nha. Hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chứ giờ con đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó đó, phải không? Thế cuối cùng sao, không đưa thì sao, cứ đi ra đi vô cho cái đội nghĩa quân á, cứ đi ra đi vô miết cái cô trường của nó. Ổn bé này sao cứ đi ra đi vô miết vậy ta, đi ra đi vô khoảng 5 lần ở treo cổ ngay cây thông đó chết. Mà cái cây thông đó cũng có một đứa treo chết ngay đó luôn. Khi nó khởi cái tần số đó lên á thì cái cảnh giới đó đó nó tới để nó xúi mình ngay chỗ này không. Và có một trường hợp là cái thọ mạng mình ít quá, cho nên không có đủ Phật gia hộ, không có người giúp đỡ, cho nên mình cuốn vô cái nguồn máy đó mình chết liền. Và nó treo cổ nó chết. Khi nó treo cổ nó chết rồi, ông vị thầy đó quy y cho nó từ Sài Gòn đi máy bay lên. Con ơi, sao con dại dột quá vậy con? Bây giờ con nghe lời thầy á, con đã quy y rồi, bây giờ cái hồn của con đi về chùa thầy ở nghe. Không biết nó chịu đi về không? Sợ chưa có người thế nó đi không được. Phải lập đàn cúng dữ lắm, cái công đức nó nhiều lắm nó mới thế chỗ được đó. Cũng như cái anh chàng đợt trước á, nó chưa đi được cho nên nó bắt con này phải chết để nó thế chỗ nó đi. Không biết cái cảnh giới nó có cái chuyện đó. Cũng như là cái hồ mà chúng tôi thấy ở Việt Nam cứ năm chết đứa, biết không? Cứ năm chết đứa mà nó ngồi như vậy đơn giản, nó cuối rửa tay mà rớt xuống chết, như cái ISO nó rớt chết vậy. Thế chỗ, cái tần số mình khởi lên cái gì, muốn treo cổ thì có người treo cổ để phụ với mình treo. Khởi lên cái điều thiện thì có người thiện đến giúp cho mình. Khởi lên điều ác thì có người ác đến với mình. Cái tần số nó cảm với nhau, nhớ không? Mà khởi lên điều lành thì có người thiện giúp cho mình, làm phụ với mình. Gọi là tần số nào cảm tần số đó, gọi là phe bọn á ha, phe bọn á ha. Rồi khởi lên cái tần số casino đó. Thì sao? Thì cái gì? Thì casino vô. Trời ơi, vừa rồi có cái âm ổng nói vậy mới ghê nha. Có cái ông mà ông nói vậy mới ghê nha. Anh Lâm ở bên Melbourne nó nói, có cái cô đó chuyên môn đi quýnh casino, mà qua đây làm chủ một cái tiệm nail rất nhiều tiền. Mà gì? Mà đưa vô casino, bữa đó bà quyết định bỏ. Mà đã quyết định bỏ nhưng mà gì? Mỗi buổi sáng thấy có một cái bàn tay vô hình, Vừa mới thiếp xuống cũng thấy, mà vừa chuẩn bị mở mắt thấy một cái bàn tay vô hình và kéo thức dậy để đi casino. Ma thuật trong đó, nó kinh hồn luôn. Bởi vì cái tần số mình cảm, cho thầy kéo mình nổi mà kéo không? Bởi vì mình không có cái tần số đó. Nhớ chỗ này không ạ? Hôm nay mình khởi lên cái tần số niệm Phật thì gì? Thì Phật kéo mình về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu chỗ này không ạ? Mà trong kinh Phật có nói là gì quý vị? Một niệm có 3000 cảnh giới, gọi là nhất niệm tam thiên. Nhất là một, một niệm tam thiên là có 3000. Nếu khởi một niệm tham có 3000 cảnh giới ngạ quỷ, nếu một niệm sân có 3000 cảnh giới địa ngục, nếu một niệm si mê có 3000 cảnh giới súc sanh, và nếu một niệm Phật là có 3000 cảnh giới Phật. Mà 3000 cảnh giới Phật đó nằm trong pháp giới tánh, là trong tâm.
Mà khi pháp giới tánh này đã có năng lượng, tạo thành một cái nguyện lực rồi, tạo thành một cái năng lực rồi, thì lúc lâm chung cái năng lực này gọi là nghiệp lực, hay gọi rằng là công đức lực, hay gọi là nguyện lực, nó sẽ đẩy mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Hiểu chỗ này không? Không có thần thánh nào bắt mình hết trơn, không có thượng đế nào mà bắt mình hết trơn. Nếu trong tâm mình là tham, đi đâu cũng quơ quét, đi đâu cũng muốn kéo về cho mình, đi đâu cũng khởi lòng tham muốn chiếm hữu, thì nó xây dựng cảnh giới ngạ quỷ trong tâm. Lúc ra đi niệm Phật không nổi, vì cái lực niệm tham mạnh quá, đẩy vào trong cảnh giới ngạ quỷ. Như bà Thanh Đề làm quỷ đói, bưng chén cơm lên quá thành tham. Nghe nọ không? Giờ mình muốn đi đâu là do mình, đúng không ạ? Đó, mình muốn đi đâu là do mình. Mà khi khởi niệm lên là có cảnh giới đó, nó sẽ phù hợp với mình. Đó là chúng tôi nói đến cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hay là Hòa Thượng Tịnh Không nói là tâm tưởng sự thành. Thứ bảy, lời nói việc làm khiến trời người hoan hỷ, đến bất cứ đâu thường được nhiều người dốc lòng thương yêu, quý mến, hâm mộ, cung kính, lễ bái. Nghe lại công đức này khoái lắm. Tức là người ta quý mình người ta mới đến. Thì vậy đó cũng là có cái phước báu. Lời nói, việc làm khiến trời người hoan hỷ. Và lời nói làm sao? Việc làm như vậy. Và lời nói của mình có uy đức, con phải tin, chồng phải tin, chồng nói vợ phải nghe, vì lời nói của chồng có uy đức. Chứ không phải mình dùng về quân sự hóa để mình thâu phục người ta không được, mà dùng uy đức. Chúng tôi kể quý vị nghe tại chùa. Cho nên nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, vậy là Như Lai. Và lời nói việc làm của mình, trời người hoan hỷ. Trời là chư thiên có con mắt nhìn xuống thấy mình. Đến bất cứ đâu thường được nhiều người dốc lòng thương yêu, quý mến, hâm mộ. Đó là công đức. Vì khi mà mình cúng dường, mình tặng tượng, người ta lạy Phật, mình có cái công đức được nhiều người quý mến mình. Công đức thứ 8, mưu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hành thông. Hành thông làm thân phụ nữ, thì đến khi báo thân hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đúng ra thân nữ quý vị á ngang, trong kinh nói đó là nguyên tắc phải 7 kiếp sau làm nữ mới được thành thân nam. Nhưng hôm nay Phật chỉ cho mình chỉ trong một kiếp này là chuyển thành thân nam, là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật, phải không ạ? Chú, cái vụ này chắc mấy bà làm dữ lắm á nha. Thì 7 kiếp chuyển thành thân nam, nhưng trong này chỉ nói trong một đời này, nếu ai thực thà làm đủ 10 công đức, nhưng mà làm 10 công đức này muốn đạt được, nghe ngang chỗ này quan trọng nha. Muốn đạt được là không thấy mình làm, không thấy cái tượng đã cúng, và không thấy nhân vật đã cúng. Gọi là tam luân không tịch, gọi là ba la mật. Còn thấy mình có làm, có tượng cúng và có người cúng, gọi là bốn ba la mật. Bốn, không phải ba nha. Ba đấy là tam, mà tam đó là tam luân không tịch. Vị thầy đó nhận một cái tượng Phật Địa Tạng, thì cô đó cô nói phải ghi cái tên cho con thiệt bự vô. Đứng dưới chân Địa Tạng, lỡ mình rớt địa ngục quá là ngài Địa Tạng chấm tích để mình lên. Nhưng mà nếu tội mình nặng, ngài Địa Tạng chấm tích cũng không chịu lên nữa, nặng quá. Chứ không phải mình đưa cái tên vô đó xong rồi mình làm cái tượng Địa Tạng, mình đưa cái tên mình vô trong đó xong, thiệt to tổ bố nằm trong đó, rồi làm thêm cái tượng Di Đà được, cũng như là ký cái tên mình vô luôn, làm cái tên Quan Âm ký cái tên mình luôn, rồi ba cái tên nhập vô trong ngay cái chân của ngài, rồi lúc chết thế nào ngài cũng rước thôi, tha hồ làm ác sát sanh, được không? Ồ, sao giỏi vậy ta, mày cũng thông minh, Phật tử Rich Sydney cũng thông minh dữ nha. Đó, như vậy cái làm đó mà còn thấy mình làm, mình còn chấp Phật của tôi, về lại cái chùa chà Phật đó của tôi á bà, Phật của tôi á, thì còn cái ngã. Mà cái ngã đó thì nó gì? Nó sanh ra cái phước hữu lậu. Hữu là có, lậu là lịn chảy, nó có chảy hết. Còn làm mà không thấy Phật của mình, không thấy mình và không thấy thầy để cúng, gọi là tam luân không tịch, thì cái này mới gọi là công đức vô lậu. Ngu chuyển thành trí, bệnh tật
khỏe thành khỏe mạnh, vĩnh khốn đốn chuyển thành hanh thông, làm phụ nữ thì đến khi báo thân hết nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đúng ra 10 công đức này phải giảng 8 tiếng nó mới hết. Nhưng hôm nay có 3 tiếng không hết, giờ 1 giờ kém rồi. Như vậy ngu chuyển thành trí là khi người ta cúng dường pháp, chép những băng đĩa đó tặng cho người khác, là tặng cái hiểu biết, tặng cái sáng suốt, tặng cái trí tuệ cho họ hiểu, thì như vậy thì người này sẽ được trí tuệ. Hiểu nhân quả không? Cho người ta cơm áo gạo tiền thì mình sẽ đầy đủ cơm áo gạo tiền. Phóng sanh thì ngày này thọ mạng kéo dài. Người này ăn chay thì gì? Được sức khỏe, ít bệnh hoạn. Bởi vì người ta nói là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà vào mà họa từ miệng mà ra. Vì vậy cho nên nếu mà mình làm cái nhân gì là hưởng cái quả đó. Nếu làm cái nhân mà cúng tượng Phật để người ta lạy, người ta được trí tuệ, gọi là 10 công đức lạy Phật, là mình được trí tuệ. Cúng kinh, cúng đĩa, cúng băng để cho người ta nghiên cứu, người ta nghe, người ta hoan hỷ, trí tuệ người ta sáng suốt. Lúc trước là người ta sợ chết, người ta không dám chết. Và lúc bệnh hoạn đau ốm, hay gọi khác hơn là ung thư, mà người ta cũng không muốn chết. Vì người ta không biết chết đi đâu, mà người ta coi cái đĩa người ta biết chết là về cực lạc, không phải là hết. Thì người ta hiểu được điều này là mình phản hồi được cái trí tuệ. Hiểu chỗ này không? Nhân quả đúng không ạ? Gọi là bố thí pháp là được trí tuệ. Phóng sanh thì được sức khỏe, thọ mạng kéo dài. Bố thí tiền thì mình được tiền bạc. Bố thí thuốc là được ít bệnh hoạn. Hiểu chỗ này không ạ? Đó. Bệnh tật thành khỏe mạnh. Bệnh tật thành khỏe mạnh. Ở Việt Nam có một cái vị đó làm bên cầu đường, giàu kinh hồn. Việt Nam mà trúng được cái thầu mà làm một con đường cao tốc là thôi, tiền tỷ 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 tỷ. Mà đứa con dính ung thư luôn. Lên gặp chúng tôi kêu bây giờ có cái cách công đức thứ 8. Bệnh tật thành khỏe mạnh, tin không? Ông kêu tin, tin thì làm. Ông hỏi làm cái gì? Phóng sanh, in kinh, in tượng. Ông làm từ Cà Mau ra tới Hà Nội, chùa nào ông cũng vô ông làm cho thầy. Ông làm vậy là 1 tháng rưỡi đi, xe có, đi rồng luôn. Và làm 1 tháng rưỡi xong, những cái đốm ung thư xương đó tiêu. Tin không? Đi. Nhưng có những người không đủ đức tin và làm không kịp. Thôi bây giờ mình làm sớm đi, làm trước đi, chứ để khi mà cháy nhà mới xịt nước thì nó cháy hết rồi. Gọi là mắc bò mới làm chuồng á, nghĩa là bệnh đến rồi mới làm, coi chừng không kịp. Bởi vì người này có căn lành phước báu nhiều kiếp rồi, người ta làm cái là nó, cái nhân quả nó phản hồi ngay. Hiểu không? Có những người làm nhân quả không kịp phản hồi, để kiếp sau mới phản hồi mà thọ mạng mình đã hết. Thấy chưa? Rồi. Khốn đốn chuyển thành hanh thông. Khốn đốn tức là làm ăn là bị thua lỗ. Khốn đốn tức là thất bại. Nhưng mà nhờ cái công đức phóng sanh, nhờ công đức in ấn tượng Phật này thì công việc nó trở thành hanh thông. Phật nói ngang. Rồi. Làm thân phụ nữ, nãy nói rồi, hết báo thân nhanh chóng chuyển thành nam. Nhanh chóng chuyển thành nam không phải là cái thân thịt này nữ mà nó chuyển thành thân nam, mà cái thân tư tưởng á nó chuyển thành thân nam, để lúc mình nhập thai thì mình thành thân nam liền. Nhớ chỗ này không? Nếu người đó khi bắt đầu nhập thai thì vừa bắt đầu cái ý niệm vừa nhập thai một người mẹ, mà thương cha thì làm nữ, mà thương mẹ là làm nam. Từ cái ý niệm nhập thai đó, mà nếu người ta có công đức này rồi thì cái lúc nhập thai người ta sẽ chuyển hóa thành nam. Nhớ chỗ này không ạ? Nó y kinh đó nha. Rồi. Số 9 là vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo, tướng mạo đoan chánh, thiên tư siêu việt. Thiên tư tức là suy nghĩ điều thiện. Phước lộc thù thắng. Chỉ có cái công đức in ấn tượng Phật kinh đĩa mà phước lộc thù thắng. Mà phải làm cho đúng, đúng tức là làm bằng cái sự chân thành, làm đúng sự thật. Thì phước lộc đó là gì? Là phước báu. Còn công đức in kinh tượng Phật là công đức. Công đức thì sanh ra phước báu. Từ nơi cái công đức này mà sanh ra phước báu. Công đức như bộ rễ, nếu vung trồng bón phân tưới nước cái bộ rễ thì cây trái, hoa trái mình hưởng, đúng không ạ? Còn nếu cứ lo hái trái miết mà không bón phân tưới nước thì một mùa nó là ngủm củ tỏi, nó chết rồi. Đúng không? Không bón phân tưới nước thì cứ lo hái trái hoài làm sao mà còn trái, cái cây nó kiệt sức nó chết làm sao?
Cũng vậy, làm cứ mong tiền vô, tiền vô, nhà lầu vô, xe hơi vô, mà không bón, bón cái công đức, không trồng cái cây công đức này, không bón cái bộ rễ, là gì? Là không tụng kinh, không niệm Phật, không phóng sanh, không in kinh, không làm phước, thì nó chóc gốc luôn. Rồi, tướng mạo đoan chánh, người mà ấn tống tượng Phật thì sao? Người ta lạy tượng Phật, người ta có cái công đức thì thân tướng mình tự nhiên nó đoan chánh lên, nhìn nó hoan hỷ, nhìn con người mình ai cũng muốn nhìn, nhìn gương mặt mình sao nó đẹp như Quan Âm thị hiện như vậy đó. À, còn nếu mà không có ấn tống, ấn tống mà còn lại keo kiệt rít rắm ha, làm sai nhìn giống như bà chằn, không có thích, không có hoan hỷ. Mà tướng mạo đoan nghiêm không phải mình cắt mối, quên cắt môi sửa mắt hoặc làm cái đó, cái đẹp đó là đẹp bên ngoài, ngang chải cara mắt đồ này nọ là bên ngoài, cái đó bên ngoài. Còn cái người mà thực sự người ta mà đẹp từ trong tâm hồn, do công đức ấn tống kinh tượng Phật, người ta đẹp từ bên trong, người ta đẹp ra đẹp như tiên sa. Phước lộc thù thắng. Công đức thứ 10, có thể làm các thứ thiện căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng, sanh ở nơi đâu cũng thường được thấy Phật, nghe pháp mãi cho đến khi tam huệ rộng mở, tự chứng lục thông mau thành Phật. Chỉ có công đức mà ấn tống tượng Phật kinh là mau thành Phật. Bởi vì mình tác tạo tượng Phật cho người ta lạy Phật, mình tác tạo kinh để truyền bá chánh pháp, công đức này là công đức mau thành Phật. Còn những cái công đức mình làm chuyện khác thì cũng thành Phật, nhưng nó lâu hơn, vì trong này nói mau thành Phật. Thấy chưa nào? Như vậy có thể làm các thiện căn cho hết thảy chúng sanh. Các thiện căn sao? Người đó không có thiện căn, tin Tam Bảo, tin nhân quả, không trở về với Tam Bảo. Người ta để một cái tượng Quan Âm ở đó thôi. Vậy mà người ta khổ quá, người ta cứ đến người ta lạy Quan Âm, lạy riết rồi cái bắt đầu họ gì? Họ vô chùa họ lạy, vô chùa gặp ông thầy cái bắt đầu gì? Quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là có thiện căn ha. Chỉ cho giữ năm giới, rồi gì? Rồi chỉ cho pháp môn niệm Phật, là từ từ thiện căn người ta tăng trưởng. Từ cái lạy Phật, mà cái lạy đó do ai? Do người cúng tượng Phật. Thấy chưa? Đó. Cho nên làm cái chuyện này nó không mất. Ví dụ quý vị mua chiếc xe 500 ngàn, 100 ngàn hoặc 20-30 ngàn, thời gian xe cũ không ạ? Còn quý vị làm một cái bàn Phật trong nhà, càng cũ càng có giá, có giá trị á. Phật mà càng lâu nó càng linh, càng lâu càng gì? Càng giá trị. Cũng như mấy thầy á, càng già càng giá trị. Bây giờ quý vị làm cái ông gì đi rồi cũng về hưu. Về hưu phải không? Về hưu tức là hưu trí á. Nhưng mà làm thầy càng già thì càng giá trị. Linh Hòa Thượng ngồi cao lắm á ngang, rồi cúng bì thư lớn, ăn trên ngồi trước á ngang. Bảo không? Bởi vì sao? Bởi vì cái đức của quý thầy càng ngày càng lớn, phải không? Thì phải ngồi cao thôi chứ. Còn mình sao? Càng làm rồi càng bị gì? Thiếu phước. Thấy chưa? Đó. Cho nên thành ra gieo trồng thiện căn thì ấn tống băng đĩa kinh tượng Phật, đó là cái cách để mà gieo trồng thiện căn người ta nhanh nhất. Cho nên riêng cái website vô lượng thọ.vn cứ mỗi buổi tối là 500 người họ vô họ coi. Nhất là coi cái chân của cái chú Nguyễn Văn Công, nó sưng to như vậy nè. Coi chân đó chưa? Sưng to như vậy đó là do mẹ giết gà, giết vịt, giết heo đó. Đưa cái đó lên đó, bữa đó có cô Phật tử bên Phật, cô nói thưa thầy, cái chân nó lúc nào mà nó nghiêng nghiêng, nó chảy nước xuống, con nói nước thịt kho đó thầy. Ông chồng con, ông đang ăn cơm, ông cái tắt nhanh. Em kia thì anh coi cái nước thịt kho này đi, rồi anh có còn ăn bạn nữa không? Ông coi mấy lần ông mất hồn kinh luôn. Dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, làm sao? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Quý vị biết không? Nghe nè, còn mấy phút nữa hết nè. Có một lần chúng tôi đi đến cái chùa đó, gọi là chùa cô đó là chùa Long Châu, ở tuốt cái vùng sâu xa ở dưới Tuy Hòa, Nha Trang, cái vùng đi tuốt vô trong đó nữa, mà không bao giờ họ đi chùa. Thì chúng tôi mới nghĩ ra một cách, bây giờ nói là cho thuốc, cho gạo, cho quà thì họ tới rất nhanh, 500 phần quà đến đủ luôn. Cho nên mà kêu lên giảng chưa được 10 người. Hôm nay mà
bữa nay không cho cái gì mà tới là ngon lắm á nghe. Là có thiện căn dữ lắm. Thì bây giờ mình phải nhờ mấy người đó mình trồng thiện căn. Trồng thiện căn. Thì kêu đến 8 giờ sáng là khám bệnh, mơ có 7 giờ đồng đen, khỏi còn loan báo. 8 giờ sáng chắc nhàng bước lên pháp tòa để đĩa để băng đó. Thôi trước khi khám bệnh thì bây giờ nghe cách để chữa bệnh tâm linh. Nghe lạ lạ, Công Giáo nè, Cao Đài nè, Hòa Hảo nè, đủ thành phần hết, đạo gì cũng ngồi trong đó. Giảng một mắt, giảng quá chừng xong kêu ồ có lý quá ta, thuốc ổng bây giờ cũng hay ha. Bởi vì bữa đó giảng cái đề tài là Đức Phật A Di Đà là đại y vương. Trời, giảng nghe có lý quá ta, vậy thôi bây giờ mình còn khám bệnh không ta? Bây giờ Đức Phật A Di Đà là đại y vương mà, nếu uống thuốc mà không niệm Phật là không hết bệnh. Bởi vì tinh thần đang còn đau khổ, tinh thần đang còn buồn phiền, lý luận nói sao thích quá, kêu giảng nó đi, giảng 2 tiếng mà quên khám bệnh luôn. Bắt đầu giảng xong bắt đầu là mới cho khám bệnh cho quà. Sư cô đã kêu thầy mà không có cho quà với khám bệnh đố mà họ đến. Đó là cái phương tiện thiện xảo khéo léo để mình dùng cái tâm của họ để mình trồng cái phước điền cho họ, được chưa? Đó. Đạt được vô lượng quả thù thắng. Cái quả đó là gì? Cái quả đó là thân tướng đẹp. Mình đưa in một cái tượng Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì mình được cái quả là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Và mình in tượng Phật đó, nó có một cái quả đó là cái lưỡi của mình ha, nó le nó liếm đụng cái mặt luôn. Phật 32 tướng tốt có một cái tướng là lưỡi le hết cả chùm cái mặt luôn. Vì sao vậy? Vì Phật không có nói láo. Còn mình nói láo quá. Đến đây à. Nói láo cho nên nó thột lưỡi. Rồi nói láo quá khi sanh ra phải không thầy, ngọng luôn. Mà cái quả đó không phải là bỗng không, vì nói láo. Muốn cho chuyển cái quả đó thì nên làm cái nhân in ấn tổng kinh Đường Phật, được chưa? Rồi. Mau được thành Phật. Nếu cái người mà ấn tống kinh tượng Phật này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì người này trong một đời, đúng ra là ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu lắm, nhưng muốn mau thành Phật là hồi hướng công đức ấn tống kinh tượng Phật này về Tây Phương Cực Lạc, thì chỉ trong một đời này người này có tinh sâu nguyện thiết hành chuyên, đầy đủ tính nguyện hạnh, đủ tư lương này rồi, thì người đó lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 niệm mà đầy đủ tính nguyện thì người này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc do cái nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Nhưng không cần 10 niệm mà chỉ cần một niệm, nhất cố Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn trị đáo liên trì, một niệm Di Đà không niệm khác, khẩy tay chẳng nhọc đến liên trì. Hết giờ. hết giờ. Thưa quý vị, làm việc ở đây rất là tôn trọng thời gian. Đúng một giờ chúng ta phải trả hô, đã hội trường. Nhanh quá hả? Trước khi hết giờ tặng quý vị bài thơ. Đường về nhà còn xa, trời chiều đã xế tà. Biết giờ sao nói khỏe thế. Thôi tạ từ tất cả, hẹn gặp lại quê nhà. Quê nhà mình ở đâu? Tây Phương chứ không phải Tây Ninh nha. Tây Phương Cực Lạc, cha mình đang đứng ở Cực Lạc đón chờ mình. Cho nên ta theo cha Di Đà về quê hương yêu dấu. Ta theo cha Di Đà về quê hương tuyệt vời. Biết bữa nay sao khỏe quá, giờ nói 5 tiếng nữa cũng được. Thôi hết giờ rồi ha. Hẹn gặp nhau chủ nhật. Chút nữa quý vị sẽ nhận đĩa và nhận bánh mì. Chủ nhật sau chúng ta sẽ được từ 10 giờ đến 4 giờ chiều. Và buổi chiều đó có lạy Phật chung với Giác Nhàn. Và Giác Nhàn chỉ cái cách để lạy Phật. Lạy 3 tiếng không biết mệt. Ha. Bữa nay chỉ có nói công đức ấn tống kinh tượng Phật. Và bữa đó thì sẽ dạy cách lạy Phật và chung với Giác Nhàn lạy Phật, được chưa? Bữa đó ai đi giơ tay lên coi.
Ồ, 100% thanh kiều với đây mết.